Vâng, xin chào mừng các bạn đã lại đến với giải đấu Weekly Tournament của Spotify Legends ngày hôm nay. Và vào lúc 15 giờ, 3 giờ đúng thì mình sẽ mở phòng cho các bạn chơi. Các bạn hãy kiên nhẫn đợi cho vòng 3 phút nữa nhé. Gần đến giờ rồi các bạn, và bây giờ đã là 2:59:10. Ta nói thêm là giải đấu Weekly Tournament hôm nay thì các bạn ngoài nhận được Seed Glory dành cho người thắng cuộc thì các bạn mỗi người chiến thắng sẽ nhận được hòn Convict. Khi các bạn mở được cái hòn này ra thì các bạn sẽ có cơ hội nhận được một ngày mảnh sẻn, hoặc là các bạn sẽ có cơ hội nhận được thưởng linh điển. Vậy nên phần thưởng trong giải đấu Weekly Tournament hôm nay rất là phong phú và rất là nhiều. Xin các bạn hãy theo dõi và tham gia giải đấu Weekly Tournament của mình thường xuyên nhé. Và vào lúc 17:20 hôm nay thì chúng ta có sự kiện quay giao khu ly vĩnh viễn theo như trên fanpage. Và gần tới giờ của các bạn, và đúng giờ rồi, mình sẽ mở phòng cho các bạn luôn. Vâng, hiện tại là phòng đã full rồi và sẽ tiếp tục với phần check ID định lượng chiến của mình. Xin các bạn chờ cho một phút nhé. Hôm nay chúng ta lại có những khuôn mặt cùng với giải quyết liên quan bắt bốn a tôn
Còn đây là cánh tay rất bất thành vào trước. Đậu bắt đầu không đẹp là ấm nhanh. Hàng ra vị trí của một miếng và chiếm rất là nhanh, trong khi đó các thành viên khác bên phía của Madrid họ sẽ đẩy vị trí khu vực Belon và Esan Aiton và đã có một khoảng cho mình ngay lập tức bắt đầu rau đấu này. Và lúc này thì squad phố đang cầm Barret mùa xuân canh ở khu vực hotel này. Nonen thì canh ở mid và khu vực mid bây giờ có 3 người. Anh ta đã có được một mạng. Vâng, Nonen vẫn off rất là tốt, thủ chắc ở khu vực mid. Trong khi đó Hòa cố gắng đẩy ra bắt lại vị trí mid. Hòa 1m74 đã có một mạng và Atom đẩy khu vực cách mơ lên rồi cũng có một mạng. Và tình huống bây giờ đưa lại là chỉ có một mình mờ. Mờ phải một mình chống Mafia. Vâng, có vẻ bên phía của Madrid ở trận đấu này là có nhiều thành viên với khả năng đẩy rất là tốt, nên việc họ chiếm hoàn toàn những vị trí đẹp ở khu vực mid và khu vực Belon Hotel rất là nhanh. Thật sự thì sau khi qua 5 ngày thi đấu weekly tournament và hôm nay thì là ngày thứ 6 thì mình có thể nhận định rằng bên phía GR có một số thanh niên tay rất to như là Tom là quá tốt. Và cái điều mà cái thế trận áp đảo như thế này thì không có gì quá bất ngờ khi mà bên Belon có một số thành viên hơi lạ, ngoài Am Yêu, Phúc Thi, KL và M thì các thành viên còn lại khá là lạ đối với chúng ta. Vâng, có vẻ là bên phía Goboris họ có những thành viên gánh team rất là quá tốt, nên hiện tại là tỷ số bây giờ là 3-0 rồi. Thế trận thì đang diễn ra rất là một chiều, không biết là bên phía Blacklist họ có thể hiện được gì khác nữa hay không, hay là những tình thế dứt chay. Và Nonem lại có được một mạng ở mid. Am Yêu vừa có tình huống gỡ gạt lại danh dự cho phía Blacklist khi kết thúc mạng squad phố, nhưng cũng phải nằm xuống bởi Hoang. Và trận đấu này tốc độ quá nhanh. Vâng, có vẻ là rất là nhanh thôi các bạn. Có lẽ squad phố là không cần bắn, anh ta là đảm nhiệm vị trí là vô cho đủ người thôi. Và lúc này squad phố đang đẩy mid. Squad phố có mạng đầu tiên hay không? Squad phố chết dây rồi và Atom một lần nữa lại móc đến khu vực Long B. Anh ta đã móc vào tới nhà của Belo rồi. Anh ta có một mạng sấy rất là tốt và một người phải nằm xuống. Tình huống bây giờ là tất cả bên phía Blacklist phải dồn lại ở mid rồi. Vâng, các bạn có thể là do bắt đầu này cái về vị trí địa hình hơi khó cho phía bên Blacklist và người trong giang hồ Atom và Hòa 1m74 sách hàng nóng không sách hàng nguội đây kiếm chết được vị trí của Atom. Và AH0 bây giờ là 1m2, anh ta đã có được cái đầu của Atom và bây giờ anh ta đang lùi lại. C4 thì rớt ở khu vực mid và Hòa chỉ còn 41 máu và anh ta cầm sẵn cái rìu ở đây. Lại một tình huống người trong giang hồ hay chăng? Vâng, có vẻ là bên phía Gorit họ biết là họ ăn đang áp đảo bên phía Blacklist, nên bây giờ có vẻ ra đấu này họ là sẽ là người tấu hài. Có lẽ là tấu hài rồi khi mà bên phía Global Red dẫn trước khá sâu. 4 ra rồi, 4-0, một trái flash quăng ra mù là đến từ phía Hòa, nhưng mà AH0 vẫn không dám nhảy lên. AH0 lộ vị trí rồi, Hòa vẫn biết AH0 ở phía khu vực nhà BL và Hòa vẫn đứng đó cầm sẵn một cái rìu. Vâng, có vẻ là AH0 chưa biết Hòa đã bị ba còn chỉ còn nửa bình mà thôi, nên bắn rất là kỹ lưỡng đến từ vị trí của AH0. Và chúng ta vẫn xem cái nhịp độ này là hai người lấp ló, không biết là ai sẽ là người bắt được ai đây. Nếu buồn là một tình huống mà anh ở đầu sông, em ở cuối sông, cách một dòng nước, nhưng mà chúng ta lại không thể gặp nhau. AH0 thì rất muốn là Hòa thì rất muốn AH0 đi ra, nhưng mà AH0 thì lại từ chối cái thịnh tình của Hòa. Có vẻ AH0 sẽ bị dồn là ép là phải đi lên rồi khi thời gian còn hết rồi hết. Và AH0 đã thấy được tên trộm chó Hòa rồi, bắt chó là thất bại.
Vâng, đúng là như vậy. Vì Hòa không có Exciter. Squad Phú lúc này đã xách Barret ra mid. Anh ta đã có một pha snap hụt rồi và tình huống bây giờ là chiếm mid nhanh đến từ bên phía BL. Nhưng mình nghĩ các bạn là các bạn bên phía BL phải chia ra nhiều hơn nữa. Đừng dồn quá nhiều ở mid khi mà Atom lúc nào cũng đẩy được phía Vlong hết trơn. Và tình huống là ba người co cụm ở mid. Amil có một mạng nhưng mà Amil đã bị Hoàng giết rồi. Và bây giờ Amil lại đổi lại một mạng nữa. Lúc này AH không vẫn còn ở trong nhà phía khu vực nhà mid và đã thí bộ thành công khi mà bây giờ là tình huống 1 và 3. Vâng, có vẻ như Tiến nói đúng là bên Blacklist họ quá là co cụm ở khu vực mid. Đáng lẽ là khi họ thấy phía vị trí của AH Tom đẩy liên tục ở vị trí Belong thì họ nên kê lại ở nhà bắt trước AH Tom để có lợi thế cho mình. Nhưng... À, lúc này thì... Ê, sao cái điều này sai vậy? Cái điều này quá sai mà. Không thấy không? Đúng rồi. Ôi, có vẻ là Squad Phú chọi rìu chứ không phải là chém nữa. Chắc là chọi rìu rồi. Chọi rìu thẳng vào mặt luôn. Quá tấu hài rồi các bạn. À, thì các bạn có thể thấy được sức mạnh của cộng sĩ Monbit. Và hôm nay thì nếu mà ai có ai người chiến thắng thì được nhận được một cái hòm Monbit. Mở ra một cái sản như vậy. Các bạn lấy chỉ cần phóng vào mặt đối phương thôi. Các bạn không cần chém gì cả. Và lúc này thì 5v2, chỉ còn lại 5v2. Tình huống quá nhanh. Phúc Thi KL đã giết được mạng của Squad Phú ở trong Hotel B. Và AH0 bây giờ cũng ở trong Hotel B. Anh ta đổi súng. Phúc Thi cầm cây AK để ra xấy chết mạng của Hoàng luôn. Và tấu hài là đến từ phía Noble Ricky. Bên đó tiếp tục dùng những vũ khí cận chiến để mà so trình với nhau. Rất là anh hùng hảo hán. Bây giờ tôi hơn người rồi, tụi tôi không thèm bắn súng nữa. Tụi tôi sẽ cho các anh một cơ hội bằng cách sử dụng vũ khí cận chiến. Vâng, nếu mà với kịch bản như vậy thì có vẻ là bên phía Blacklist có thể ngay lập tức. Nhưng mà chúng ta vừa thấy một tình huống là cầm sẻn chạy chém của Atom. Nhưng mà hên cho Atom là Phúc Thi bắn chỉ bắn yếu anh thôi chứ không kết thúc được anh. Và bây giờ Phúc Thi KL thì bắt được một người đó rồi. Nhưng mà quá nhiều anh hảo hán trong trận đấu này. Vâng, có vẻ là khi họ biết là bên đội của họ là... Atom có một tình huống móc lớp. Atom chém không được rồi. Quay lại là một viên đạn vào mền của Atom. Vâng, có vẻ là trận cái map đấu này Atom cảm giác rất là tốt. Khi Trinh nhìn mình nhìn theo cái bảng kill thì anh ấy có 12 kill khi trong vòng chơi. Atom đã có được một mạng. Atom bắt luôn hai mạng khi hai người còn đang cầm xin, hai người còn đang cầm vũ khí cận chiến. Atom bắt được hai người và nằm xuống rồi, như thế là quá đủ. Và anh ta bắn yếu lên được vị trí của mờ dốc con. Và bây giờ là vẫn co cụm ở phía nhà Blacklist. Vâng, có vẻ là Atom quá ba gai ở trận đấu này rồi các bạn. Lúc nào cũng chạy bao mạnh luôn. Và hiện tại Am Yêu cũng phải nằm xuống rồi. Và Hòa cũng đã vừa có mạng của Mr. Em. Và có vẻ là rao đấu này vẫn là rao đấu thuộc về phía Global Risk. Và bây giờ thì đó là 6-2 nghiêng về cho phía Global Risk. Có lẽ như bên Global Risk muốn kết thúc trận này nhanh rồi, không muốn dùng những điều lệ giang hồ để giải quyết nhau nữa. Và Atom đã có một tình huống đẩy lên nách bên. Lúc đó Hoàng cũng đập cái xẻng vào. Hoàng có hai mạng bằng cái xẻng thường đúng không? Và bây giờ Squad Phú đã đẩy tới nhà Global Risk. Lại là đập xẻng với nhau. Squad Phú lại có một mạng. Cái xẻng này hình như có vẻ là hơi báo các bạn ơi. Và hiện tại bây giờ là 2v2 và Hoàng đã bị yếu. Trong khi đó Squad Phú vừa bị rẻ máu, còn chỉ còn 13 máu mà thôi. Chúng ta sẽ xem những tình huống gì đây. À, đây là những tình huống tấu hài đến từ hai bên. Khi mà M cầm cổng TMB chạy ra mid rồi. Nhưng mà có lẽ là không biết bên phía hai ông Global Risk này ở đâu. Hai ông Global Risk này thì vẫn cầm hàng ngụy nấp trong cái cống. Một tình huống xảy ra đến từ M. M chắc chắn sẽ có hai mạng. Đúng là M đã có hai mạng rồi. 6-3 dành cho bên phía Blacklist. Vâng, có vẻ là rao đấu này vẫn là một rao đấu tấu hài. Tại vì tỷ số vẫn là cách biệt 3 round dành cho phía Global Risk. SH Atom hình như là hiện tại là đang đẩy khu vực vị trí qua Long thôi các bạn ơi. Còn các thành viên của Blacklist này họ vẫn chiến thuật cũ, co cụm khu vực mid. Có lẽ là các thành viên trong trận đấu này đã chắc hơn là chậm chiến nhé, còn chiến nhé. Khi mà có một thành viên cầm cây thiết bản ra chém nhau ạ. Giờ là dép tổ ong luôn chứ không phải thiết bản nữa. Có lẽ là sau những cái ngày thi đấu giải Weekly Tournament này thì các bạn có thể thấy được là
cái tính chất của giải là khi nó vui vẻ nhận quà với nhau thôi. Các bạn đã không còn căng thẳng như ngày đầu nữa. Khi mà các bạn cầm nào là thiết bản nào là nhất của ông đánh nhau cực căng ở mid. Đây là bụi đời cỡ lớn phiên bản Rockfire Legend. Squad Phú đã có hai mạng rồi. Squad Phú chán chán cầm sẵn đập nhau rồi. Squad Phú bây giờ cầm hàng nóng đi lùa bên phía BL luôn. Phúc Thi KL đang đứng trước ở khu vực ngách B. Có lẽ là để nghe tiếng chân rồi. Squad Phú bây giờ bò ra. Có bắn được Phúc Thi KL không? Có lẽ là không bắn. Vẫn bắn được. Ba phản xạ rất là tốt đến từ vị trí của Squad Phú khi kết thúc đấu vừa rồi. Lít rất là kinh khủng đến từ Squad Phú. Chà, có vẻ tay Squad Phú rất là nhạy khi ở những tình huống kéo đó, kéo chuột như vậy. Và hiện tại chúng ta đã thấy tỷ số là 3-7 nghiêng về phía Global Red. Squad Phú hiện tại đó. Và bây giờ là khẩu súng hủy diệt, vũ khí tối thượng TMP. Nhưng mà Squad Phú chơi rất là đẹp khi không dùng TMP bắn nhau mà sách luôn sẽ ra chơi. Và bây giờ Monien có một tình huống đứng ở Elon tầng 2 nhưng mà không được khi mà Atom đã có một tình huống xài dao quắm đánh chết được vị trí của họ. Và bây giờ là 4-7 dành cho bên phía BL. Vâng, có vẻ là các thành viên của cả hai team sau những ngày weekly tụi mình trước đây đã quen mặt nhau rồi. Có vẻ là họ đã gọi là F friend nhau rồi. Nên hiện tại cái trận đấu này họ chơi rất là thoải mái, không mang tính chất gọi là nghiêm túc gì cả, chỉ là mang nhiều tính chất và tấu hài mà thôi. Và lúc này A0 đã cầm AK gỗ có được 2 mạng của Covid. Và anh đã bị Squad Phú Atom có luôn mạng một thành viên. Vâng, có vẻ là Atom này rất là láo và kết thúc round đấu thứ 8 này là quá đẹp cho phía Global Red, thì Atom cũng vẫn với tinh thần là thoải mái, bây giờ đẩy chơi thôi mà không ngờ là ăn thiệt. Và bây giờ chúng ta điểm qua kill của bên phía Global Red thì rất là đều. Atom có 2 mạng, chắc có 2 mạng thôi. Đúng là có 20 mạng và các thành viên kia mỗi người đều bỏ túi cho mình 10 mạng. Vâng, còn về phía Blacklist thì có vẻ là Am Yêu sau những cái round bắn cố gắng bắn gánh nhưng mà anh đã biết là khó nên anh có vẻ là cố gắng là kết thúc nhanh trận đấu này. Và hiện tại chúng ta đang xem Quá Phú vừa đã gõ đầu thành công nhóc con rồi, quá non nhìn cho nhóc con. Và đúng là như vậy, trận đấu thứ đầu tiên đã kết thúc với tỷ số là áp đảo về phía Goborit. Và nhắc lại cái phần thưởng là các bạn sẽ nhận ngoài set Gory thì còn nhận được cái hòm sản Bon Bis. Và chúng ta sẽ bắt đầu trận đấu thứ hai rồi, lúc 3:25 nha các bạn. Và mình sẽ mở lại mới nhạc cho các bạn nghe. Vâng, được. Vâng, và hẹn gặp lại. Chí niệm. Like a Hellcat. Mình đã hạ rồi. Bên phòng mình đã hạ rồi. Trên stream.
thì các bạn cứ nhập những số phòng vào 4, 3 giờ 25 thì số phòng cho các bạn làm, các bạn không cần phải gì hết và điều kiện chỉ là level 50 trở lên mà thôi. Khi mà các bạn thắng những cái trận đấu quyết định đó, các bạn sẽ nhận được một cái giống Glory trong vòng 7 ngày và một hòm con vip. Và cái hòm đó các bạn sẽ có cơ hội mở ra xưởng theo ngày mảnh xẻng, hoặc là các bạn sẽ mở ra xưởng bom bít vĩnh viễn luôn. Và nhắc lại với các bạn, vào lúc 17 giờ chiều hôm nay thì mình sẽ có livestream quay ra giao gắm như là trên sự kiện trên thanh bay mình đã bóp rồi. Và vào lúc 19 giờ tối nay là giải đấu xếp hai lò lại tiếp tục giữa team Wiki và team Blue Star. Xin mời các bạn cùng đón xem nhé. Và mình sẽ mở luôn vào lúc 3 giờ 25, các bạn cùng chờ đón no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Let's have a bit of fun till I downfall.
Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love, you say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we live. Phong rồi các bạn, quá nhanh, quá nguy hiểm, là đến từ 10 thành viên của bên 10 thành viên hôm nay, và chúng ta sẽ chết được tại đây coi những ai chơi trong trước chừng có 10 thành viên và không ai chơi trong trước cả. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến luôn với mẫu chết ID. Vâng, bây giờ sẽ là phần chết ID đến từ phía bên trọng tài và các bạn vui lòng phút nha. Và thủ tục ghi lại ID cho các bạn đã xong rồi. Và bây giờ chúng mình đến luôn với trận đấu thứ hai trong ngày hôm nay, đặt bom trạm vệ tinh 9 hiệp. Và điểm qua một số thành viên hôm nay thì chúng ta có hình như là 10 người này là 10 người lạ trừ Spammer. Đúng không anh Gốc? Vâng, đúng là như vậy. Hôm nay có rất nhiều ở chợ map đấu thứ hai này thì có rất nhiều bạn mình không thường thấy ở các ngày weekly tụi mình trước. Và hiện tại map đấu đã được bắt đầu rồi, chúng ta sẽ xem là bên nào sẽ chiếm ưu thế trước đây. Về cái map đấu này thì nó là một cái map đấu khá rộng, khi mà ba đường vào side A và side B và mid đều là ba đường dài, và ba đường đó lại liên kết với nhau bằng một cái đường thẳng như thế này. Vâng, cái map đấu này có vẻ là sẽ có rất nhiều tình huống là chém góc. Tại vì mình thấy là map đấu này cũng gọi là tương đối nhiều góc rộng, khá là lợi thế cho các thành viên bắn ốp. Và chúng ta thấy giao tranh thì vẫn chưa xảy ra, bởi vì cái map đấu này mình thấy như bạn Tiến nói thì là có vẻ hơi lạ với map đấu này. Vâng. Và lúc này thì thành viên Ken già, đúng là Ken già rồi, cầm cây cung ra canh khu vực mid. Và lúc này thì anh ta đang có một khu vực chết mid và có thông tin là hai người ở mid rồi. Và anh ta lùi về ở mid, bắn an toàn là đến từ Kenya. Và lúc này Vân09 đã có được mạng của một thành viên ở bên phía cái đường Belon này. Tôi nghĩ là chắc chắn là ở đường hầm.
Vâng, mà trong khi đó Kenya cũng đã nằm xuống 1 mét rồi. Các thành viên Blacklist thì bây giờ là họ đã chiếm được vị trí ở thuận lợi cho mình. Và hiện tại thì Run, tôi sẽ đọc thành viên này là Run đã có một mạng ở khu vực mid rồi. Run đã tiếp tục được một mạng. Và lúc này thì Bomb Side B đã clear rồi. Mi Soa đã tiến vào được trong vực không xoay Bomb Side B. Và anh ta đã thấy được hai thành viên bên phía Global Rift ở bên ngoài Bomb Side B rồi. Và bây giờ Bomb B đã được chiếm hoàn toàn. Và Bomb sẽ được thiết lập. Mi Soa đang có một tình huống kê rất là đẹp. Tôi nghĩ anh ta nên chỉ dừng lại ở mức kê thôi. Vì lúc này đã có một thành viên của phía Tây Du Ký đã móc tới khu vực ACB này rồi. Anh ta đã thấy được một thành viên của bên phía Global Rift. Vâng, các bạn, một pha di chuyển rất là tốt đến từ vị trí của Minsoa. Và bây giờ Bombside đã được bị chiếm hoàn toàn. Rất khó để rotate ở trong thông này. Thông tin đã có đầy đủ và Minsoa có một cốc bắn đẹp. Nhưng mà anh ta không móc được thành viên mưa. Và lúc này là một tình huống 1v2 đến từ Vân Hồng Kiếm. Vân Hồng Kiếm có cốc kê rất là đẹp. Nên lùi lại đi bạn ơi. Và lúc này Bom chỉ còn 9 giây mà thôi. 8 giây. Top rất hay đến từ Vân Hồng Kiếm. Vị trí của Vân 09 chọn là tuyệt vời. Vâng, bắn rất là thông minh và tốt đến từ vị trí của Vân 09 khi biết thời gian bom nổ là gần đến rồi. Và hiện tại là 1-0 dành cho phía team Blacklist. Nói về cái map đấu này một chút thì map đấu này nằm trong 5 map đấu của thi đấu chuyên nghiệp. Và cái map đấu này là thật sự rất là khó khi mà nếu bên phía Global Rift để các thành viên Blacklist chiếm được hầm B, chiếm được khu vực mid và chiếm được cái hẻm A này. Và thường thì cái hẻm A này nó chỉ là giằng co, thi đấu giằng co đến từ hai bên mà thôi. Quan trọng là cái hầm B. Cái hầm B này nó rất là rộng và các bạn có thể đi ra được, bóc được khu vực mid. Và như tôi nói lúc này thì đã có Special Lala chiếm được khu vực hầm rồi. Và bây giờ anh ta đã có một tình huống nhìn ra mid. Anh ta có thông tin, anh ta trả ra một quả nét. Và sau lưng anh ta thì đang có một thành viên bên phía Blacklist bóc tới. Không móc, chỉ là đứng kê mà thôi. Và đã có thông tin rồi. Vâng, Basel Lala vừa có được một mảng của 1 mét nữa các bạn không. Và anh ấy chủ động bắn lùi về vị trí của hầm B. Trong khi đó cái đồng viên khác Blacklist họ lại co cụm ở khu 1 mét rất là đông. Phong thông chính này có một tình huống bài bộ hay sao, tí bộ hay sao. Khi mà anh ta biết là trong hầm B có rồi. Nhưng mà anh ta không report cho bộ. Và bộ của anh ta, Bisoa đứng ở mid cái thành viên Lala này móc rồi. Nhưng mà Lala đã chết rồi. Bây giờ là một tình huống 3v2. Vân không chín đã bị Kenya hạ gục ở trong hầm B. Và lúc này là một tình huống 1v4 đến từ Ken F. Tôi nghĩ là có lẽ là round đấu này là đã kết thúc đối với cho bên phía Blacklist rồi. Vâng, bên phía của Orid họ dù không chiếm gần ở các vị trí đẹp nhưng mà họ có những tay ốp bắn rất là hay. Và một team đã bị một cái headshot vào đầu. Tiếp tục là hai mạng cho Ken F, quá hay. Tôi nghĩ là bên phía Global Rift nên bắn kỹ đi. 2v1, nhưng mà FB Mưa đã kết thúc được mạng của Ken F rồi. Chuộc lỗi cho hai thành viên bên phía Global Rift khi mà đẩy ra kiếm mạng của Ken F. Nếu mà thành viên FB Mưa này nằm xuống trong tình huống vừa rồi thì tôi nghĩ Blacklist đã có thể, không, tôi nghĩ là chắc chắn đã vào đấu vừa rồi. Tại vì thành viên Kenya đã rất là yếu máu. Vâng, đúng là như vậy. Ở cái map đấu này có vẻ là phải bắn rất là cẩn thận. Họ nên giao tiếp nhiều hơn. Mình thỏa thuận là mình sẽ chiếm những vị trí đâu trước, chứ không nên chia ra cả ba đường mà chiếm. Chỉ cần đánh vào hai vị trí đẹp thôi là bên phía Goberet họ phải rotate lại rất là nhiều. Và Special Lala sau khi có một tình huống móc được mid tạo lợi thế trước cho Global Rift ở round đấu vừa rồi thì anh ta gọi bồ của anh ta ra chiếm luôn hầm B. Có một tình huống kê chéo rất là hay. Nhưng mà đừng đẩy ra bạn ơi. Đẩy ra rồi, Special Lala đẩy rồi. Sấy là rất nhiều, chảy một quả nổ. Nhưng mà bây giờ có hai thành viên bên phía nó cứ đẩy ra lại. Và Special Lala và Ron đã nằm xuống hai người luôn. Chỉ cần kê là được rồi mà. Đẩy ra làm chi hai bạn ơi. Và bên phía Bombside B chắc chắn là bị clear rồi. Khi mà một team vẫn còn đang đứng ở khu vực mid, Kenya cầm khẩu M4 Glory đẩy ra và chết luôn. Nhưng lúc này bom chưa được thiết lập, một team đẩy vào, một team headshot được Vân 09 và bom vẫn còn giữ trên người Kenneth. Thông tin là rất nhiều, cứ chạy vô thiết lập bom đi bạn ơi. Và bom chắc chắn sẽ được thiết lập, một tình huống quá khó dành cho một team. Vâng, có vẻ là ở map đấu này vị trí của Mưa là không thể chết sớm được. Tại vì Mưa nằm xuống thì chắc chắn là kéo theo Kenya. Và trong khi bên phía ở hầm B thì vị trí của Lala và Rân dù chiếm rất là đẹp nhưng lại lỗi ở những cái pha di chuyển và thằng Vinh quá là
đổi luôn để mất luôn cái hầm B. Thật sự thì cái hầm B này chỉ còn vào một cơ chiếu hai người hai đường như vậy thì rất là dễ ăn mạng. Bên phía Tactics chỉ vừa bị chết quá trời gốc nhưng mà lại ham kêu. Ham kêu là đến từ thành viên Spesolala và Ron. Và lúc này là tỷ số 2-1 dành cho bên phía Tactics. Trận đấu khá là căng thẳng. Vâng, có vẻ là mỗi bên đều có những lỗi nhưng mà bên nào lấy được cái sự thuận lợi trước ở cái map đấu này trước dành cho bên mình thì có vẻ là sẽ ăn mạng ngay lập tức. Và No1 đã có mạng của một team ở phía middle rồi. Và ba thành viên của Bradley bây giờ đẩy ra chiếm được khu vực mid. Tôi nghĩ bây giờ nếu mà các thành viên của bên phía Bradley đẩy vào mid, giết được luôn vị trí S30 no. Và S30 như tôi nói đã nằm xuống rồi. Và bây giờ là tình huống 3v5 rất khó là dành cho bên phía Global Risk khi mà bom side B và bom side A chỉ còn một người. Và Kenya cũng nằm xuống luôn trong hầm B rồi. Rất là lỗi. Bây giờ còn Lala và Ron. Ron đã có một vị trí khá đẹp. Anh ta chỉ còn đứng đây mà thôi. Có thể anh ta sẽ được đổi được 1-2 khi mà anh ta đã có một tình huống kê trước. Special Lala lại đẩy ra mid lại. Tôi nghĩ là không nên cứ mà núp sâu bên side, trong bom side đi. Và sẽ có cơ hội giết người mà thôi. Y như tôi nói, Ron đã có hai mạng bên trong bên phía bom side A. Cúp cơ là rất đẹp, bom đã rớt ở bom side A rồi. Vâng, và đã thấy được chiếc C4 rồi. Trong khi đó là bên phía Blacklist thì họ đã lỗi ở đâu đó rồi. Nên bây giờ họ phải trả giá rất là nhiều. Và bây giờ Tây Du Ký đã móc được thành viên Special Lala. Móc được từ vị trí bom side A qua luôn ạ. Nhưng mà Ron vẫn có một góc kê rất là đẹp. Chiếc C4 này các bạn sẽ bắt được. Rồi, và đúng là như vậy. Ron vừa có được một mạng KNF nhưng rất tiếc là Tây Du Ký đã từ chối Ron ngay lập tức. Và 3-1 dành cho phía Global Risk. Round đấu vừa rồi là round đấu rất là lỗi đến từ các vị trí các thành viên team phía Global Risk khi họ không có vẻ là không giao tiếp với nhau. Họ quá cương và họ thích đi một mình, thích kiếm kill. SBM nằm xuống ở mid. Bezo Lala cứ đẩy vào hầm và chết chay. Ron bây giờ đang có một tình huống canh khu vực ngách A. Vị trí là đẹp rồi. Bây giờ tôi nghĩ các bạn nên thủ từ xa đi. Các bạn không nên đẩy ra chiếm những vị trí nữa. Vì có lẽ skill bây giờ đã là chênh lệch rồi. Vâng, đúng là như vậy các bạn. Cái đầu của Bezo Lala đang tỏa rất là nhiều nhiệt nên Rất nóng đến người mất não. Và bây giờ Kenya có một tình huống tấu hài. Khi mà đẩy vào hầm B cầm cây cung bắn ra, đang lắp tên lên thì bị No1 bắn vào đầu luôn. Và bom CB lúc này lại chỉ còn một người. Bom CB thủng quá nhiều. Một team phải tỏa sáng trong tình huống này. Anh ít nhất phải đổi hai thì mới có cơ hội dành cho bên phía Global Risk. Vâng, đáng lẽ đầu đấu này Mưa nên xài khẩu AWAP Glory của mình để giành lợi thế cho team mình. Nhưng mà Mưa quyết định là lên cái AK để ăn hồ cho dễ. Và một team đã có, một team đang đấu sống với nhau. Anh ta rút ghê bên biết nè. Anh ta bắn rất nhiều vào một thành viên bên phía Global Risk. Một thành viên Blacklist và anh ta đã có được một mạng. C4 đang ở ngoài outside B. Anh ta có double kill. Anh ta có triple kill. Và anh ta có quadra kill hay không? Bây giờ là một thành viên bên phía KNF đang móc về phía bom side B. Có lẽ là nghe footstep rồi. Thành viên một team có nghe hay không? Thành viên một team đang kê trong trái smoke. Và tôi nghĩ hai thành viên bên phía Blacklist hãy đẩy vô cùng nhau để có một tình huống chắc chắn. Và KNF nhảy ra. KNF bị bắn què vào luôn rồi. Và bây giờ là tình huống 1v1. Tình huống 1v1. Một team sẽ clear team hay là Tây Du Ký sẽ gỡ gạt những lỗi lầm cho đồng đội của anh ta. Và có lẽ một team sẽ nằm xuống thôi. Một team đã nằm xuống rồi. Vâng, bên phía Blacklist họ quyết định là không chơi an toàn khi không đặt chiếc C4 mà chủ động quay một team lại. Và rất là may mắn, một team dù rất cố gắng nhưng cũng đã phải nằm xuống ở đấu vừa rồi. Một tình huống cực kỳ cố gắng của một team. Nhưng 1v5 là quá khó khi mà máu anh ta còn quá thấp. Nhưng không sao, như vậy là quá hay rồi. Đây là một tình huống highlight trong giải Quickly Tournament. Vâng, đúng là như vậy. Một team đã hiện cái đầu đấu vừa rồi rất là đẹp. Và bên phía Blacklist có vẻ là họ hơi chủ quan dành cho mình khi mà họ dù biết là tỷ số, có vẻ là tỷ số rất là, mình theo mình thấy là như về tỷ số là 4-1 nhưng mà mình thấy vẫn rất là cân bởi vì bên phía Goverit họ vẫn thể hiện được là cân kèo. Và lúc này thì có một thành viên bên phía Blacklist đã đẩy tới được khu vực mid rồi và anh ta lùi lại. Và Tây Du Ký đã có được đã bắt buộc được một người bên phía Global Risk ở side A bằng khẩu Barret. Và lúc này một team đã giết được Lumisoa ở khu vực mid rồi. Bây giờ là tình huống lợi thế rất là nhiều dành cho bên phía Global Risk. Kenya đẩy ra, Kenya cầm ớp và lại chết chay.
Tôi không thể nào tin được một tình huống 5v2 là bây giờ là tình huống 2v2 rồi. Bom sai A, bom sai A chưa clear. Ron đẩy vào, Ron thấy rất nhiều và Ron giết được một mạng của bên phía Blacklist. Và một team bây giờ lại ngừng sống cuối. Lại là một tình huống duyên nợ đến từ Tây Du Ký và một team. Tôi nghĩ một team nên bắn sổ khẩu lục đi cho dễ. Và wow, một team móc được vị trí của Tây Du Ký luôn. Vâng, Tham Minh rất là tốt đến từ vị trí của một team khi bắt được Tây Du Ký khi đang đặt, anh ấy đang đặt bom. Và hiện tại chúng ta nhìn theo cái bảng kill death thì một team là người cánh kèo bên kia. Trong khi đó bên phía Blacklist thì có bắn rất là đều đến từ vị trí của Vân và Tây Du Ký. Và lúc này thì Blacklist vẫn triển khai thế trận chậm mà chắc. Và có lẽ phía Global Risk họ đã cống rồi, họ không dám đẩy vào khu vực. Và vừa rồi Tây Du Ký vừa bắt được một team từ rất là sớm các bạn. Lợi thế bây giờ hiện tại đã nghiêng về Blacklist rồi khi thành viên cánh kèo ở bên phía Global Risk đã nằm xuống rất là nhanh. Có mà, nhưng mà Blacklist vẫn không, vẫn từ tốn chưa lao lên. Có lẽ là họ phải bắt thêm một người nữa thì mới dễ dàng đánh vào bom sai. Vâng, chúng ta vừa nhìn thấy vị trí của anh Kenya vẫn cây cung của mình tấu hài ở khu vực hầm B. Trong khi đó mid đã bị chiếm hoàn toàn mất lý rồi. Không biết anh Kenya này có bắt được ai với cây cung của mình hay không, hay là đã nằm xuống chích chay đây. Thấy rồi, nếu mà Kenya nằm xuống thì tôi nghĩ là hết cơ hội cho Robert cho rao đấu. Đúng là như vậy, Kenya cũng phải nằm xuống rồi. Trong khi đó mưa cũng vừa rổ được một mạng và hiện tại Lala là rất là yếu máu. Và lúc này bom sai lại mất thêm một người. Wow, một round đấu tấu hài, quá tấu hài đến từ vị trí của cái thành viên Global Red khi họ chiếm được những vị trí đẹp nhưng mà họ không lại tận dụng được. Và Global Red nằm xuống. Vâng, cứ vào lần lượt như thế này thì bên phía Blacklist họ cũng tỉa ngay lập tức theo thứ tự mà thôi. Run lại xuống cuối. Nhưng mà tôi nghĩ là Run sẽ bắt được một mạng. Nghĩ là Run sẽ bắt được một mạng vì Run còn rất là mạnh. Đúng rồi. Không, không bắt được một mày. Rất là may mắn, dự đoán đã chính xác rồi. Và bom chỉ còn lại 5 giây mà thôi. Cố gắng có được mạng thứ hai nhưng rất tiếc là 28 nô 1 đã từ chối Run ngay lập tức. Có cố gắng là chờ đến vị trí của Run. Run có vẻ bên phía vị trí các thành viên bên phía team Blacklist họ có một cái sự giao tiếp tốt đến từ toàn bộ thành viên. Trong khi đó Global Red có vẻ là với những cái đầu nóng thì rất khó ở những tình huống như thế này. Và có ở theo mini map mình thấy là bên phía Global Red họ quyết định co cụm lại hai khu vực là A và mid rồi, họ bỏ hoàn toàn hầm B. Và lúc này là bom CB không có ai canh luôn thưa các bạn. Vâng, có vẻ là sẽ cố gắng tạo lợi thế từ những khẩu nhắm bên phía Global Red. Và bên bây giờ có vẻ là bên phía Global Red họ chủ động chơi là không đẩy nữa rồi, co cụm lại có vẻ là tốt hơn. Và lúc này anh Ken già, có lẽ anh già thật khi mà anh cứ ra đấu súng với các bạn trẻ thì anh lại một là chết chay, hai là mất hẳn 80 máu. Vâng, đáng lẽ là anh phải là người bắn già kinh nghiệm nhất ở phía team vị trí của team viên team Gorilla. Và trong khi đó Run vừa đã bắt được Mimosa rồi và lúc này một team lại có được một mạng của thành viên bên phía Blacklist ở bên phía bên CB. Anh ta lại tiếp tục bắn, anh ta wow, có double kill luôn rồi. Bom CB clear hoàn toàn, bom rớt như vậy thì cơ hội nào dành cho Blacklist đây. Và thành viên Blacklist cuối cùng lại đang ở mid. Quá khó, Tây Du Ký thấy được một thành viên của bên phía Global Risk ở phía bom sai A và hai người lùi lại. Vâng, quá khó cho các vị trí của bên phía Blacklist khi bên phía Global Risk họ chủ động chơi phòng ngự chắc ở trong vị trí khu vực bom sai. Nếu mà bên phía Blacklist họ không thể hiện là những cái pha trao đổi flash hay là smoke ném lựu đạn thì hoàn toàn rất khó công vị trí của một xa một team. Và một team vừa thấy được một người nữa rồi, không biết là một team có bắt được thêm một mạng nào hay không. Và cái mắc cơ của một team thực sự là rất là dị. Đúng rồi, rất là dị thôi các bạn. Và hiện tại một team lại có thêm một mạng rồi. Và lúc này thì có lẽ một team đã có thông tin là KNF đang yếu máu. Một team đẩy ra cầm đen Bombix. Và một team có hẳn 4 mạng trong round đấu này. Solo bom sai B rất là hay đến từ một team. Vâng, dù bên phía về các thành viên bên phía Blacklist họ bắn rất là cẩn thận nhưng mà những tình huống vào bom sai của họ lại không đẹp, khiến cho một team rất là nhẹ nhàng cái mạng. Và một team đẩy ra mới có thêm một mạng của thành viên Tây Du Ký luôn rồi. Cái gì đã xảy ra đây? Một team có vẻ là đang bay tới nóc rồi thôi các bạn. Một team cấu rồi, tránh ra cho bạn, cho mình thể hiện đi các bạn. Các bạn đẩy chết quá nhiều rồi. Vâng, có vẻ là anh Ken già đã ra lệnh cho một team là bắn hết sức cho anh. Gánh anh luôn đi, anh giờ là mệt lắm rồi, anh cáu rồi, anh không cần chơi nữa, anh bắn cung chơi cho vui thôi.
Anh Kenya lại cầm cung, anh Kenya lại bắn một, anh Kenya lại đã chết chay nữa rồi. Kenya chết chay, Kenya chết chay quá nhiều. Và răng cũng nằm xuống luôn rồi, hầm B lại đã bị chiếm hoàn toàn. Và thật sự khó anh cho một tiêu khi mà một tình huống từ tình huống 5v4 lại thành là tình huống 4v3. Nhưng mà những vị trí đẹp vẫn được Gobrid giữ rất là tốt, chưa bị mất. Còn các thành viên bên phía Blacklist là không biết là họ sẽ quyết định là đánh vào nơi nào đây. Vì bây giờ họ đang cầu may là mọi nơi họ đánh là sẽ không có một team. Và lúc này thì hai thành viên bên phía Blacklist yếu máu rồi. Nếu mà chỉ còn bên phía Gobrid bắn thì thắng sẽ cũng dễ dàng. Là đã cứu được một mạng của Ken F ở bên phía bom sai A. Và lúc này thì đội hình của Blacklist khá dàn trải, họ không muốn đi cùng nhau. Và Mưa đã có được mạng của thành viên No 1 ở bên phía bom sai B luôn rồi. Bom sai B đã được clear hoàn toàn. Và một tiền của Mưa đã được hai mạng thành viên văng bên phía Blacklist rồi. Hiện tại bây giờ là solo đến từ vị trí SW Mimosa. Và thấy rồi, bắt Misoa tức Misoa thấy được Lala bò vào và lấy AK gõ đầu Lala luôn. Lúc này là được tình huống solo với một team, và một team bắn quá hay. Vâng, một team hiện tại là đang rất là bùng cháy nữa các bạn. Gánh nguyên team Goberit luôn chứ không phải là gánh một hai người nữa. Và hiện tại phía Blacklist có vẻ là họ đang bị tâm lý bởi những pha bắn đến từ một team rồi. Bây giờ không... Họ thiếu giao tiếp khi mà hơn người. Họ lại chạy ra đi mỗi người một tướng. Vô sai một mình, hai người vô sai một mình cầm trái bom như vậy. Rớt bom thì thua là điều đương nhiên rồi. Vâng, có vẻ là giao tiếp kém ở những khúc cuối rồi, khi mà bị áp lực từ một team đẩy lên rất là cao. Và game sen một team rất là tốt. Anh ta đẩy được tới nhà của Blacklist luôn rồi. Anh ta đã thấy được trái C4, báo cho đồng đội. C4 rớt ở nhà BL. Và anh ta có được mạng của thành viên này hay không? Anh ta giết được luôn mạng của Tây Du Ký. Tây Du Ký có lẽ không biết gì khi mà chạy về lũm bom mà cũng bị bể đầu nữa. Và hiện tại đã có thông tin là nhà mình đang bị đẩy rồi. Và Kenya vừa đã bắt được một mạng thôi các bạn. Anh Kenya hết chết chay rồi. Và một tiên cũng đã bắt được mạng của Ken F. Và Kenya đã nằm xuống. Kenya không chết chay là vui rồi. Vâng, đẩy được. Anh Kenya giết được người có vẻ là sẽ là thế trận cho phía team Goborit rồi. Và lúc này Noble đã có vị trí khá đẹp khi mà bao quát được phía mid. Anh ta đang bắn lên trời A. Nhưng mà anh ta vẫn còn ít máu. Anh ta nên lùi về. Anh ta không có mạng không. Và lúc này Vân 09 lại đi về. Có lẽ Vân 09 đang muốn nhặt bom, nhưng mà bom bây giờ đã được kê rồi. Và Ken Vân 09 đã nhảy ra bắt được Lala rồi. Vâng, rất là may mắn ở tình huống vừa rồi khi Lala đã nằm xuống và Rân cũng được đổi. Và Mưa có một tình huống tấu hài khi mà không bắn luôn vị trí của No 1 mà nhìn rất là lâu. Vâng, nhìn để xem coi No 1 có nhìn mình không, nhưng mà No 1 không nhìn thì bạc tay No 1 luôn. Nhưng mà tôi nghĩ là game sen của một team khá là kinh khủng khi mà anh ta đẩy tới nhà của Blacklist như thế thì... Vâng, đúng là như vậy. Có vẻ là một pha bắt bài đến từ vị trí của một team. Và hiện tại bây giờ vị trí của Blacklist sau cái round đấu vừa rồi. Và Kenya lại không chết chay. Kenya không chết chay thì bên phía Globalist thắng là cái điều chắc chắn. Vâng, có vẻ anh Kenya đã nói là thôi, cho mấy đứa chơi vậy đủ rồi, giờ tới lượt chặt chơi với. Và đúng là như vậy, Kenya bắt được một mạng ngay lập tức. Con chán quá thì anh chơi thôi. Và khổ là khổ nhất trong Tây Du Ký. Và lượm bom cũng bị bể đầu nữa. Quá khó cho Tây Du Ký. Và hiện tại chúng ta xem là vị trí của hầm B là hiện tại là bắn kẹp rồi. Trong khi đó mid thủ rất là xa. Và lúc này thì Mưa đã đẩy lên và Mưa lại chết trong cái hầm B này. Hầm B này chỉ nên giữ thôi, không nên đẩy anh ơi. Và Kenya lại nằm xuống. Nhưng tôi có niềm tin mãnh liệt khi Kenya có mạng thì bên phía Globalist sẽ thắng mà thôi. Ron đã có vị trí rất đẹp. Nhưng anh cứ giữ vị trí này đi, đừng đẩy ra anh ơi. Đừng đẩy ra. Và Ron lại, Ron nằm xuống rồi. Vâng, khá là cố gắng đến từ vị trí của Ron nhưng mà cũng chỉ bắt được một mà thôi. Và hiện tại bây giờ là 2v3, một team vẫn còn sống. Special Lala, một team đang rồ tay về phía bom side B. Có rất mà là hay. Special Lala nên giữ vị trí, không nên đẩy ra anh ơi. Nghe footstep rồi, có lẽ đẩy ra sẽ bắt được mạng của thành viên này thôi. Nhưng mà anh ta đã bị Ken F bắn vào đầu. Một team lại có một mạng ở bom side B. Một team sẽ có tiếp tục mạng hay không? Một team đã biết vị trí của hai thành viên kia rồi. Vâng, giờ chúng ta sẽ xem là hai thành viên phía vị trí của Blacklist họ quyết định chơi chủ động bắn an toàn ở trong round đấu này hay lại ba gai cố gắng bắt một team đây. Một team đã lộ vị trí mình ở B và đúng bài, đúng sách giáo khoa rồi, cầm bom chạy B, đặt bom A, bắn nhau làm gì? Nó bắn ghê lắm, đừng bắn nhau.
Và lúc này một team vẫn còn cố giữ ở bom CB để kiếm thêm thông tin. Bom ở A đã được đặt rồi, chạy về chết gốc là rất nhiều đến từ một team, chắc chắn là phải chết gốc rất nhiều. Vâng, nhưng mà bây giờ một team đang là cầm trên tay khẩu AK chứ không phải là khẩu nhắm nữa, thì theo mình thấy thì có, có lẽ sẽ clutch được full giáp full máu đến từ một team. Một team đã thấy được trái bom rồi, có lẽ một team sẽ biết được vị trí của bên phía Blacklist ở đâu. Một người bên outside và một người trên cao, quay lại bắn đi anh ơi. Thời gian đã hết rồi, không hai người outside luôn rồi. Một team xây được double kill. Ba tên cũng, trời ơi, hai thành viên bên phía Blacklist làm gì thế này. Trời ơi, bắn quá là lỗi. Vị trí đứng cũng rất là lỗi. Đến từ vị trí của team Blacklist, họ đã có đặt được C4 rồi. Họ sẽ là người chủ động trong thời gian hơn. Nhưng mà họ lại đứng vị trí quá là chuối để một giết, team double. Giết 21, chết 7. Một mình một team chơi game bên phía Global Rift. Một team lại đẩy vào hầm B. Một team đứng kê thôi, rất là hay. Chỉ nên đứng kê mà thôi. Chúng ta sẽ không biết cái thành viên vị trí team Blacklist vừa rồi là họ sẽ chửi nhau như thế nào nữa. Không đã được đặt vị trí kê thì mình gọi là cũng gọi là đẹp đi, coi như là một người lấp ló một người núp kín thôi cũng được nữa. Lúc cái rau đó vừa rồi thì một người ở ngoài outside, một người ở bên phía cao thì có lẽ là đã thắng tình huống này khi họ có thể có tình huống ra kịp. Nhưng mà hai người ra sấy phía một team nhưng mà chết cả hai luôn thì khó là chấp nhận được. Bây giờ Blacklist có vẻ như tâm lý đã khá là nặng nề rồi. Vâng, cái bắn pha sấy chung cũng được, nhưng mà lại đứng gọi là mình đứng đúng nghĩa là đứng một hàng cho một team sấy thẳng một đường thôi. Nhưng mà anh có thấy tôi nói đúng không? Ken già cái mạng thì thắng thôi. Đúng rồi, Ken già giống như là gọi là nếu anh Ken già chết trước thì hên xui, nhưng mà anh Ken già giết được người giống như là đã gọi là cúng thổ địa xong rồi đó. Gọi là thủ tục xong rồi. Các chú cứ chơi đi. Game xe rất là tốt khi mà trả vòng cháy smoke ở timing này. Và lúc này là bốn người ở ngoài ACB, một team lại phải solo B. Anh ta cần tỏa sáng trong tình huống này và có được một bàn đến từ một team rồi. Một team có double kill hay không? Một team di chuyển rất hay, một team có double kill, bom rơi trong bom ACB. Ba thành viên bên phía Blacklist vẫn ở ngoài sai, tôi không hiểu được ba thành viên bên phía Blacklist sẽ làm gì và đẩy ra nó từ la chắc chắn sẽ có mạng. Và bây giờ lại là tình huống 1v3, bắn cung bắn nọ rất hay đến từ phía Tây Du Ký, nhưng mà Tây Du Ký chắc chắn có lẽ là sẽ thua thôi. Tây Du Ký đổ qua khẩu AK, một team vẫn còn trong bom sai, di chuyển rất là hay. Meso mưa vẫn ta từ bom sai A, nhưng mà một team quá hay. Solo B có luôn ba mạng, đợi bồ về bắt cúp và lúc giết luôn mạng còn lại. Tôi không biết nói gì với thành viên bên phía một team này. Một team thể hiện khả năng rất là dẻo, lạng lách, đúng nghĩa là gọi là như các thanh niên chạy Acetor. Nhưng mà chúng ta cũng phải nói là cũng khen là Special Lala cover rất là nhanh. Cover rất là nhanh, nếu mà Special Lala không vào thì tôi nghĩ một team có lẽ sẽ chết trong sai thôi. Vâng. Nhưng mà đáng vẫn phải nói về bên phía Blacklist khá đáng trách cho họ. Vâng. Khi mà họ vào sai chỉ có hai người, ba người còn lại đứng ở ngoài. Có vẻ là vào không đều hoặc là sợ block nhau. Nhưng mà một team đã double kill ngay lập tức, khiến cho tình huống đó là tạo lên áp lực cho ba thành viên còn lại. Họ sợ, họ không dám vào nữa. Và chúng ta đang thấy là Basel Lala đã phải nằm xuống rồi. Trong khi đó người solo B vẫn là một team. Có vẻ là các thành viên Blacklist họ sẽ quyết định là không lấy vị trí B nữa mà đánh vào vị trí mid vào khu vực A. Và hiện tại một team đang tham minh đẩy lên hầm, vị trí của hầm B, cố gắng móc ra mid. Không biết là bắt được ai hay không. Tham minh rất là tốt đến từ vị trí của một team. Và khi một team nghe bồ nằm xuống, một team chạy về rồ tay, bắn rất là đồng độ đến từ một team. Một team không bao giờ thể hiện đẩy láo hay là gì hết. Anh ta chỉ chờ bắt cúp đồng đội có thông tin và anh ta chấp nhận solo cyber luôn. Đây chính là một hình mẫu lý tưởng cho các vận động viên thi đấu. Vâng, đúng là như vậy. Bắn chắc, coi như là mình biết là mình dù mình là người gánh team nhưng mà mình vẫn phải bắn rất là chắc chắn để hoàn thành là mình sẽ chiếm một cái round đấu thắng nhìn cho đồng đội mình. Và lúc này biết có người ở A rồi. Một team chạy ra cover cho thành viên Kingsoa, nhưng mà có lẽ là thí khá sâu đến từ thành viên một team này. Nhưng không sao, ai chứ một team là thí vẫn được. Lúc này thì gần ở trong side A, một team đã bắt được thành viên Misoa rồi. Một team lại có double kill, một kill chắc chắn sẽ có triple kill mà thôi tôi nghĩ vậy. Nhưng không, Vân 09 bắn rất tốt, gỡ gạt lại một round cho bên phía Blacklist. Vâng, có vẻ là bắn tốt đến từ chỉ có một team khi bắn thí được thí rân nhưng đổi được hai mạng. Nhưng mà rất tiếc là bên phía Blacklist họ vẫn còn quá nhiều người. Tôi nghĩ là có lẽ là phải thí thôi. Vâng.
Và một team hiện tại đã lôi khẩu nhắm của mình ra rồi. Có vẻ là sẽ là tình huống cố gắng bít người cho. Và Kenya đã có được một mạng bằng cây cung ở trong hầm B. Kenya nằm xuống. Nhưng mà tôi có lòng tin mãnh liệt là bên phía Global Risk sẽ thắng round này, khi mà Kenya đã có mạng rồi. Vâng, một mạng là quá đủ cho anh Kenya khi lấy được xong thủ tục rồi. Xong thủ tục cúng thổ địa xong hết rồi. Và thổ địa sẽ phù hộ là trên phía Global Risk mà thôi. Và các bạn vừa thấy tình huống một team xách khẩu Beret ra, cố gắng phết bít nhưng không thành công. Và sau đó anh ta lùi về, bắn rất là mẫu mực đến thành viên một team. Vâng, mưa vừa đã lấy lại được hầm bay cho các thành viên của team của Beret rồi. Và hiện tại Blacklist họ rất là khó công ở những cái tình huống bây giờ. Bây giờ một team với khẩu ấu của mình. Một team biết là A không có ai. Và anh ta lùi vào A, bắn quá tốt. Vâng, sau khi biết những đồng đội của mình chiếm những vị trí có rất là nhiều thông tin thì một team thì sẽ quyết định chọn cái vị trí tốt nhất ở trong khu vực bom sai bắn cho mình. Với một khẩu sniper trong tay này thì vị trí này là đẹp rồi, khi mà đã có bồ kê chéo bên phải. Ra lấy thông tin, ra lấy thông tin và thấy được một người sủi luôn, không cố gắng đứng lại biết. Vâng, đúng là như vậy, một team bắn rất là thông minh. Còn các thành viên của phía Google Rift bây giờ họ cố gắng bắn tròn vai là được rồi. Mưa bắn cố gắng bắn tròn vai đến từ mưa hay rừng đến từ la la. Và hiện tại bên phía Blacklist họ giống như là mất phương hướng rồi. Vâng, mất phương hướng rồi, không phải là gọi là mất phương hướng mà khi quá sợ hãi. Kenya cầm cung bắn vào đầu Vân 09, đúng rồi, Vân 09 hầm B rất sớm, cầm cung mà giết người luôn, phải sợ hãi rồi, bắn được nữa. Vâng, có vẻ là bên phía Blacklist họ bây giờ họ không đoán được là một team bắn ở vị trí nào nữa. Và vừa rồi Ken F vừa đã có được mạng của Rân, đẩy tình huống đến bây giờ là tình huống gọi là cân kèo rồi, là 3v3. Và tôi nghĩ là La không nên đẩy ra làm gì cả, đã có một team ở đây rồi. Một team đã có thông tin, biết hai người ở bên phía chòi canh ra rồi. Một team snap rất hay, một team vẫn giữ được khu vực phía đồ này, dành để cho mưa bốc lên mà có luôn hai mạng. Thủ quá hay đến từ một team. Vâng, bên phía Blacklist họ đã bị áp lực bởi thời gian rồi, nên giao đấu vừa rồi họ lại thua cuộc một cách quá là, mình theo mình nói, theo nghĩa đen nghĩa là thua hơi bị chuối luôn. Và một team đẩy lên có được một mạng, nô một ở phía middle rồi. Bạn ta sủi về bắn quá tốt đi, bắn như thế này thì ai mà bắt được. Vâng, đúng là như vậy, một team bắn rất là thông minh, trong khi các đồng đội của một team thì lại cố gắng bắn tròn vai thành công. Và anh Kenya, anh Kenya lại cầm khẩu AWM phát bên dưới AB, nhảy nhót rất là nhiều, quay lục đầu bò, quay AWM, quay nhảy, đây là đến từ bên phía Kenya. Chỉ cần anh có mạng thôi thì chúng ta sẽ chắc thắng thôi anh ơi. Và lúc này mưa đã đẩy được bên phía nhà TS rồi. Mưa báo rằng tay A tay B đã clear. Một team lại có tiếp tục một mạng, bắn là quá tốt, hẻm A vẫn được giữ vững bởi một team. Vâng, bây giờ cứ thấy một team bắn được một mạng là bắt đầu các thành viên team Blacklist họ thấy chết cha rồi, một team vừa bên đây rồi, giờ sao đây, lấn cấn nghe tức. Mình đúng như vậy, áp lực cao đến từ vị trí của một team đã đẩy các thành viên Blacklist họ bắn co cụm và kết thúc round đấu. Trận đấu thứ hai này nghiêng về phía Global Risk, hoàn toàn quá là xứng đáng dành cho một team. Và bây giờ thì mình sẽ tạo room mới cho các bạn và mình sẽ mở room vào lúc 4:05. Các bạn hãy ghi lại ID, đúng giờ các bạn chỉ cần nhập vô là các bạn sẽ được vô room mà thôi. Hẹn gặp lại các bạn vào lúc 4:05.
Vâng, và hiện tại là đã 4 giờ 04 phút rồi thưa các bạn, thì chúng ta sẽ chờ trong vài chục giây nữa mà thôi thì mình sẽ mở phòng ra để cho các bạn vào. Và mình nhắc lại cái giải thưởng kỳ này là vẫn là một set súng Glory kèm theo là một hòm sản Bone Beast, thì các bạn có thể là nhận được, có khả năng là nhận được sản này vĩnh viễn hoặc là một, hoặc là theo ngày, hoặc là một mảnh sản. Và sắp tới thời gian để mình mở room cho các bạn rồi, thì các bạn hãy lưu ý ID của phòng là 203-246-388 nha. Và xin các bạn đợi trong vài giây nữa mà thôi. Vâng, và bây giờ mình sẽ là mở phòng ra cho các bạn vào. Và đúng là như vậy, rất nhanh các bạn đã vào rồi. Thì bây giờ là mình sẽ check lại là xem có ai đã chơi những trận trước chưa. Thì theo mình thấy là không có. Và hiện, và bây giờ sẽ tới là phần check ID đến từ vị trí của trọng tài. Xin các bạn đợi trong giây lát. Vâng, và sau phần check ID thì bây giờ mình sẽ cho bắt đầu trận đấu ngay lập tức. Và chúng ta sẽ tiến tới map đấu là trạm phát sóng 9 hiệp 5v5. Và bây giờ các bạn đã vào rồi và chúng ta sẽ xem là bên có rất là nhiều tin những thanh niên hay chơi giải quyết ly như là Lê DVC, ABG 2 Bông và FR God. Và bắt đầu round đấu đầu tiên rồi thưa các bạn, thì chúng ta sẽ xem là giao tranh như thế nào đây. Và hiện tại là phía Global Red là họ quyết định là giữ nhiều người ở vị trí khu vực K3, trong khi đó các thành viên bên phía Blacklist họ dàn trải rất là tốt và họ đã chiếm được Kẻ Long rồi. Và hai bông vừa đã bắt được mạng của Athena và hai bông vừa đã có đóng một kill cho mình đến khi kết thúc mạng của Phước, và C4 đã bị rơi rồi. Có vẻ là một tình huống đẩy
không tốt đến từ vị trí của các thành viên Blacklist. Và bây giờ chơi C4 rơi quá là khó. AVG 2 bông sẽ là người giữ vị trí của A Long C4 này, trong còn các thành viên khác ở vị của Blacklist là Honda sẽ cố gắng lấy lại cái bông sai. Và Phú, Taiwan Phú là người đang giữ vị trí của mid. Trong khi đó Nam, anh Nam 1882 là người cố gắng lấy lại chơi C4, nhưng mà có vẻ là sẽ rất là khó khi chơi C4 rớt ở khu vị trí khu vực Elon. Và hiện tại đã có tình huống đẩy đến từ vị trí của hai bông rồi, không biết hai bông sẽ bắt được mạng nào nữa hay không. Và hai bông vừa bắt được mạng của anh Nam rồi, ba mạng cho hai bông ở round đấu này. Và chúng ta sẽ xem là cái thành viên Blacklist họ quyết định là có bắt được lại mạng hai bông để trả thù chứ các thành viên team mình không. Và Phú vừa phải nằm xuống, một round đấu thành công dành cho hai bông với bốn mạng. Có vẻ là hai bông sẽ cố gắng bắt luôn mạng cuối cùng này rồi. Vâng, và chúng ta sẽ theo dõi lại bây giờ là hai bông sẽ là người đi săn, trong khi các thành viên đồng đội của anh là sẽ người quay lại chiến thứ 4. Và hai bông thấy rồi, cố gắng chim, cố gắng giao. Và hai bông bây giờ rút ra khẩu đeo gỗ của mình, cố gắng một ra lấy rào đấu hoàn hảo dành cho mình. Và chúng ta sẽ xem hai bông có lấy được mạng cuối cùng là vị trí của Hotaru hay không. Hotaru bây giờ chỉ còn có 5 máu mà thôi. Thấy một chiếc smoke ném khu vực bông sai A rồi. Và hai bông đã thấy rồi, nhưng mà rất tiếc Hotaru là người nhanh tay hơn đã bắt được mạng của hai bông, không cho hai bông có được mạng thứ năm cho mình. Và cuối cùng anh cũng phải nằm xuống bởi Chú Tuấn, một round đấu quá tốt dành cho Goverit AVG hai bông. Chúng ta sẽ tiến tới round đấu thứ hai này, không biết anh hai bông này có bắt được nữa hay không. Và Hotaru vừa với khẩu barret của mình đã bắt được mạng chuối ở khu vực mid rồi, trong khi đó là Hotaru cố gắng bắt thêm Belong. FR God vừa cũng đã có mạng của anh Nam ở khu vực Belong rồi, và cố gắng lấy mạng sớm từ được chiến của viên team phía Blacklist. Và bây giờ K3 thì đã bị chiếm, Alon đã được chiếm rồi. Và Hotaru vừa đã có mạng của FR God bắn off tốt đến từ vị trí của Hotaru. Bây giờ là đẩy tình huống của Goverit là vào vị trí là 3v4 rồi. Nhưng mà họ vẫn có những người gánh kèo tốt là AVG 2 bông và Lê DVC. Trong khi đó những khu vực còn lại bây giờ là mid đã bị chiếm bởi, và Hương đang cố gắng backup, nhưng rất tiếc người chiếm mid là Phú đó, bởi nằm xuống AVG 2 bông rồi. Nghe tốt đến từ vị trí của 2 bông. Và bây giờ K3 sẽ là có giao tranh rất là mạnh đây. Và đúng là như vậy, K3 giao tranh rất mạnh bởi Lê DVC. Nhưng Lê DVC chỉ bắt được một mạng mà thôi, chứ không phải bắt được hai. Nghe tiếng rất là đông rồi. Bây giờ K3 sẽ là người giữ là INAG. Chúng ta sẽ cố gắng xem mình thấy bắt được mạng nào hay không. Vẫn yếu đến từ vị trí IAG rồi. Bây giờ Blood là người đã yếu rồi. Hotaru thì còn rất là mạnh, và mid đã bị chiếm. Hotaru sẽ là người móc, không biết móc thành công hay không. Blood đã nằm xuống rồi. Bây giờ là tình huống là 1v2 Hotaru vs 2 bông và INAG. Nhưng mà chúng ta chưa thể nói điều trước điều gì, bởi vì Hotaru đang bắn ở round đấu này rất là tốt. Và anh ấy đã đổi cho mình KAK rồi, tình huống là đang bị quay. INAG là người ở khu vực mid, trong khi đó hai bông là giữ ở khu vực cửa sổ bên A và đã nhảy ra rồi. Nam binh đổi đến từ vị trí của AVG 2 bông, nhưng mà AVG 2 bông vẫn rất là nhanh với cây Kuri Beast của mình, kết thúc ngay mạng đấu của Hotaru. 2-0 dành cho vị trí của Goblin. Đúng là hai round đấu vừa rồi là AVG 2 bông là người thể hiện rất là tốt, toàn là những pha gánh kèo không à. Và bây giờ chúng ta sẽ xem đây ra sao đây. Bây giờ Hotaru bên có vẻ bên phía Blacklist là chỉ có một mình Hotaru chơi game mà thôi, trong khi đó là với lợi thế của AVG 2 bông thì bên phía Blacklist họ đã rất là thoải mái. Hotaru chàng mid Phú bắt được mạng của God rồi, và bom này B đã bị chiếm hoàn toàn, trong khi đó Phương bắt được mạng của Lê DVC của vực K3. Những vị trí đẹp đã bị hoàn toàn chiếm rồi, và có vẻ là bom sẽ được đặt ở một bom say B. Đặt bom hơi sớm đến từ vị trí của các vị trí Blacklist, nhưng mà cũng là đủ, bởi vì khu vực mid và khu vực K3A đã bị Blacklist chiếm hoàn toàn, dẫn đến Goverit khó có thể rồ tay về vị trí khu vực CB. Và round đấu vừa rồi, round đấu quá là nhanh chóng đến dành cho các thành viên phía Blacklist. Và God vừa bắt được mạng người ở khu vực Belon rồi. Bây giờ là khu vực B, hầm B đã được bị chiếm, và INAG cũng đã bắt được mạng của Phước. C4 thì rớt rồi, nhưng mà
Mid thì đã bị chiếm, nhưng rất tiếc Mid dù ra được cửa cũng đã phải nằm xuống ngay lập tức, và Hotaru bắt được mạng God rồi. Hiện tại Hotaru vẫn còn sống, tình huống là 2v4. Hai thành viên của bên phía Blacklist vẫn còn mạnh, nhưng mà anh Nam chưa bắt được nhịp độ trận đấu, vẫn chết chay quá nhiều. Anh ấy bây giờ là sẽ là người thành viên cố gắng bắt người thôi, chứ không phải là cover được cho Hotaru nữa. Và cũng là như vậy, bắt được mạng của hai bông rồi. Cố gắng bắt thêm mạng hai hay không? Không, Tuấn đã từ chối ngay lập tức. Và bây giờ Hotaru 1v3. Không biết là với khẩu ốp của mình Hotaru sẽ có bắt được bao nhiêu mạng đây. Mid có vẻ là sẽ cố gắng ra check mid thôi. Còn các thành viên bên phía Global Red, họ quyết định là lấy lại những vị trí đẹp cho mình. Lê DVC bắn an toàn vị trí K3 và thấy rồi, nhưng rất tiếc Hotaru off nhanh tay hơn. Lê DVC phải nằm xuống. Và hiện tại Hotaru vẫn cầm trên mình trái C4, quyết định chủ động đánh về khu vực bóng C-B. Trong khi đó người giữ khu vực kính ở trong bóng C-B là INAG. Anh bắn rất là thông minh, có vẻ là kinh nghiệm là sẽ đợi Hotaru đặt bom rồi ra bắt nhẹ nhàng mà thôi, chứ không chủ động cương. Trong khi đó Chuối Tuấn thì vẫn là người giữ chắc một K3 do chưa có thông tin là Hotaru đi đâu cả. Và Hotaru hiện tại đã bò được vị trí rồi. Hotaru lộ tiếng rồi và rất hay, Hotaru rất hay, bắn với khẩu Anaconda Fire của mình kết thúc mạng INAG ngay lập tức. Và bây giờ đẩy tình huống cho Tuấn là rất là khó chịu, vì Tuấn hoàn toàn là có info, nhưng mà Hotaru thì lại ở được cái thế chủ động. Nhưng Hotaru quay lưng của người chi mít đi lỗi quá. Hotaru ơi, bắn tốt nhưng mà di chuyển lỗi thì cũng phải nằm xuống ngay thôi. Và Tuấn kiếm cho Gobrid được một điểm ở round đấu vừa rồi, dẫn đến tỷ số là 3-1. Ơi, Hotaru ơi là Hotaru, không biết là Hotaru đang nghĩ cái gì trong đầu nữa. Và bây giờ có bạn càng nhanh từ vị trí ngay lập tức. Còn những người sẽ giữ bên đây là đây đây, God vừa có mạng của Phú ngay rồi. Ok, tốt, đến từ vị trí của FR God, nhưng mà cũng đã phải nằm xuống ngay lập tức bởi Blood. Bây giờ có được sự backup rất là mạnh mẽ từ vị trí của AVG hai bông. Anh Nam đã nằm xuống, double kill dành cho vị trí của hai bông. Quá khó khi mà những người rồ tay nhanh về thủ ở khu vực con sai B là những thành viên bắn rất là cứng. Và AVG hai bông đã có một kill cho mình rồi khi xuyên đầu Hotaru ngay lập tức. Và ATN Plus có vẻ là hơi khó, anh sẽ cố gắng bắt được mạng để kiếm frag cho mình mà thôi, chứ không thể clutch được ở những tình huống này khi mà Lê DVC và AVG hai bông vẫn còn sống. Và chúng ta sẽ xem tình huống sẽ ra sao đây. Bắt rồi, thành công bắt được Lê DVC rồi, nhưng mà nó cũng đã lộ vị trí và AG là người kết thúc ngay lập tức. Plus 4-1 dành cho vị trí của team Global Red. Quá khó rồi Blacklist ơi, nếu Blacklist thể hiện những cái tình huống như thế này đi chung là tốt, nhưng mà ra vào phải nhịp nhàng nữa, cộng với những cái tình huống là thường xuống. Và bây giờ Hotaru với khẩu TMP Angel đã đổi rồi, đổi style rồi, bây giờ là biết là cái đồng đội mình tăng không được nên Hotaru quyết định là tăng về Chuối. Và đó cái đúng mạng anh Nam, anh Nam chết quá là Chuối luôn. Và AVG hai bông là người giữ vị trí khu vực mid, có vẻ là sẽ thấy rồi, chàng mid đứng từ Blacklist đang đang có người bạn không sấy sấy sấy. Và cover tốt đến từ vị trí của God với một trên đây 5v3, hơi khó vào phía từ vị trí team Blacklist, nhưng mà vị trí của một Alon đã bây giờ đã có giao tranh, nhưng khó rồi, Phú nằm xuống rồi. Trời ơi, hai người thành viên cuối cùng vị trí Blacklist là đang ở đi ở khu vực vị trí của Alon, nhưng mà với khẩu TMP trong tay của mình, cái vị trí Alon này là hoàn toàn hơi khó cho khẩu TMP này hoạt động tốt. Mà sau khi gửi gắm chế bom thì Hotaru có vẻ là sẽ kê móc một chút, cố gắng bắt người đây. Và chúng ta sẽ xem là những tình huống thể hiện từ TN Phương sẽ là sao. Một mạng cho TN Phương, bắt gót thành công. Bây giờ Hotaru sẽ là người bắt người đẩy, nghe được là có một thành viên phía Goldbridge đẩy rồi. Và Hotaru có bắt được hay không, chúng ta xem. 1, 2, 3, và đúng là như vậy. Hotaru bắt được AVG hai bông rồi, kê tốt vị trí của Hotaru, hỗ trợ đồng đội quá khéo anh ơi. Và chúng ta sẽ xem Phương có bắt được tiếp một mạng nữa hay không với sự cover tốt từ vị trí của Hotaru. Và Hotaru cũng đã thấy được rồi, thủ phía sau tốt cũng từ vị trí Hotaru và double kill cho Hotaru. Trong khi đó Phương cũng đã có được một mạng cho mình, đẩy tình huống quá khéo. Là Blacklist hiện tại đã còn hai người, trong khi đó LVC thủ khu vực K3 đang bị quay nữa các bạn. Thấy rồi, thấy hai thành viên rồi, LVC xem cái đội thế nào đây. Đấu với khẩu A1 phòng TMP ở những thời gian gần này thì chắc chắn là LVC phải nằm xuống.
có vẻ là một tình huống đứng vị trí lỗi bởi các thành viên của Gobrist trong khu vực bombsite A, dẫn đến là Phương bích rất là nhẹ nhàng, cộng với việc Hotaru kê móc cho Phương hoàn hảo, và bây giờ Phương đang là người vị trí của ốc mid. Xem AVG 2 bông đây, AVG 2 bông là người bây giờ thủ vị trí của bombsite A, và Lê DBC có vẻ là vẫn thủ ở vị trí K3. Và Blood vừa có mạng thành công FR God rồi, đẩy không thành công đến vị trí của anh ấy. Và A, trong khi đó AG cũng đã bắt được mạng Hotaru rồi, bắt được thành viên cánh kèo bên team kia rồi. Có vẻ lợi thế này sẽ nghiêng về phía Gobrist một chút mà thôi, bởi vì còn AVG 2 bông và Lê DBC còn vẫn còn sống rất là mạnh. Và Lê DBC bây giờ là người thủ vực hầm B, chúng ta sẽ xem có giao tranh gì và ai sẽ là người chiến thắng. Phú vừa đắc được mạng chuối của K3 rồi, bom thì vẫn ở nằm ở nhà và giao tranh đã diễn ra. Lê DBC bắt thành công vị trí của Blood, quá hay cho Lê DBC. Không biết anh có lấy được double kill được không, thấy được người thành viên thứ hai rồi. C4 đã cầm lại và bây giờ Phương rất là yếu ở khu vực bombsite A, có vẻ là bắn bay tơ khu vực bombsite A. Và bây giờ Phương nghĩ là sẽ cố gắng câu cái thành viên Gobrist càng nhiều càng tốt. Trong khi đó Phú chạy về backup cho Phương ngay lập tức, và anh Nam nãy giờ thành viên này thi đấu không hiệu quả, cố gắng lấy mid và Phú đã phải nằm xuống rồi. Cover không tốt đến từ vị trí của Phú và Phương cũng đã phải nằm xuống theo. Double kill dành cho hai bông và anh Nam móc thành công lên DBC nhưng đã bị lộ vị trí. C4 thì rớt khu vực Elon. K3 thì đang bị chiếm bởi INAG, không INGR, quyết định là đẩy luôn. Và lộ rất là nhiều tiếng rồi, không biết ai sẽ là người chiến thắng trong cái pha đấu này, là anh Nam hay INGAN đây. Còn vị trí của AVG hai bông thấy rồi, hai bông đã thấy rồi. Hai bông đẩy rất là kinh nghiệm khi mà biết được cái thành viên còn lại là anh Nam ở đâu. Và anh đã cố gắng chạy về tạo cái việc là bắn kẹp ở vị trí mid rất là thành công. Và chúng ta bây giờ sẽ xem là đẩy nhanh từ vị trí của Hotaru để cố gắng chiếm Elon rồi. Anh Nam đó, chà, anh Nam có vẻ đã cấu rồi khi đã đẩy K3 nhanh kết thúc mạng của God. Trong khi đó chúng ta sẽ xem Phú là người chiếm K3, Phú lại đang ở K3, còn các lại là thủ bombsite B là DDBC. Nghe tiếng rất là nhiều khu vực ngoài hầm và Tuấn giữa K3 có vẻ là gốc kê không đẹp, máu. Trong khi đó hai bông là người chứng giữ rất là gần khu vực vị trí Elon, nhưng mà có vẻ là nếu Tuấn chết thì AVG hai bông này sẽ áp lực rất là lớn khi anh cái vị trí anh đứng là phải cần người cover vị trí K3. Còn Lê DVC cố gắng bắt người được không? Không, quá khó cho Lê DVC, chỉ bắn yếu Phương mà thôi. Bây giờ bombsite B hoàn toàn bị chiếm, mid cũng đã bị chiếm, các thành viên còn lại Gobrist thì bị quay trong khu vực bombsite A và Hotaru với khẩu team B của mình. Double kill cho Hotaru và Phương cũng đã kết thúc trận đấu dành cho vị trí của team Blacklist rồi. Có vẻ bên A, bên phía Gobrist họ nên giao tiếp tốt mà tốt nhiều hơn nữa. Và God cố gắng bắn đừng quá gai, giữ mạng cho mình bởi vì anh đang là chơi trong vị trí của team Gobrist. Nhưng mà phong độ cao của một player chuyên nghiệp. Và giao tranh đã biết đã xảy ra rồi, không biết ai sẽ làm xuống đây. Cố gắng bắt người, quá hay đến từ vị trí của team A, thành viên AG khi bắt được mạng Phú dù yếu máu nhưng mà vị trí bắn là vị trí bắn nhắm thì không sao cả, vẫn có thể là đổi được người. Trong khi đó A hai bông thì người giữ chắc khu vực A, còn Lê DVC cố gắng bắt người, bắt người mà thôi, nhưng mà Phương đã bắt được mạng của God nữa rồi. DVC đẩy vô, có vẻ là một pha đẩy thăm minh lỗi đến từ Lê, vị trí của Lê DVC, và bombsite B vẫn là mất. Trong khi đó các thành viên rồ tay từ phía Gobrist họ không biết là bên phía Blacklist họ còn một người bên khu vực site A. Và bây giờ C4 đã được đặt, chúng ta sẽ xem là hai bông thể hiện được gì đây. Không biết là kinh nghiệm của hai bông sẽ chiến thắng hay là sự áp đảo đến từ vị trí của thành viên team Blacklist sẽ chiến thắng khi Hotaru còn rất là mạnh. Với sự cover từ Blood và thấy rồi, anh gần hai bông đã thấy rồi. Cố gắng bắt người, trời ơi, cố lên anh ơi, cố gắng bắt người đi anh ơi. Hotaru đẩy ra, TMB thiên sứ, chúng ta sẽ xem TMB thiên sứ thắng hay là kinh nghiệm của AVG thắng. Và AVG hai bông đã chiến thắng với tổng hành bị phong của mình. Nhưng cũng không thể giúp rao đấu này dành cho vị trí team global được, bởi vì 1v3 rất là khó khi các vị trí bombsite đẹp đã bị chiếm bởi các thành viên team Blacklist. Và chúng ta tiếp tục tới round đấu thứ 10, rất là cân kèo các bạn khi bên phía Blacklist họ bắt được người.
từ rất là sớm, trong khi cái vị trí còn lại của phía team Goblin họ thủ quá là thụ động. Và bây giờ vị trí K3 đó lại bị chiếm rồi, chúng ta sẽ xem là ai là người chiếm K3. Bây giờ là chúng ta sẽ xem Phú, người chiếm phù con xe B. Tốt, bắn chết tốt đến từ vị trí của Phú. Phú không mất mạng, giữ được bom xe rồi. Nhưng mà các thành viên phía Blacklist họ có vẻ là kêu Phú bắn biter của bom xe để họ đánh vào bom xe B và mid. Và chúng ta sẽ thấy những tình huống giao tranh như thế nào đây. Người kê móc là Phương, hai bông cũng đã bắt được anh Nam rồi. Quá khó rồi, bây giờ là những hai thành viên vị trí của team Blacklist không phải là những thành viên cánh kèo nữa, chỉ cố gắng bắn chồng vai mà thôi. Có tình huống bò vào khu vực bom xa K3, vị trí của Blood nhưng mà đã bị chặn lại rồi, đã bị lộ nên anh này rớt vào K3 không thành công. Trong khi đó God và Lê DVC thủ vẫn rất là cứng. Giao tranh xảy ra rồi, hai bông đang quay lại 29 máu, bắt cái không của hai bông nhưng rất là tiếc. Blood chủ động bay ra bắt hai bông ngay lập tức, và hiện tại có vẻ là hơi khó để cho Blacklist chiến thắng ở đầu đấu này khi còn quá yếu máu. Và đúng là như vậy, LVC ném nay thẳng vào mặt Blood và Blood phải nằm xuống rồi. Còn Phương cố gắng bò vào K3 nhưng mà cố gắng hay lắm, bắt được một mạng của LVC rồi và cover tốt, ăn thôi đến từ vị trí của AG, kết thúc mạng Phương lập tức. 6-4 nhìn cho vị trí của Brit. Và chúng ta sẽ tiếp tục vào đầu đấu này với vị trí đẩy láo đến từ vị trí của God. Lại một tình huống đẩy láo nữa nhưng mà thăm minh hơi lộn mình là vị trí của God ở đầu rào là không tốt và God, nhưng mà God vẫn bắt được mạng. Trong khi đó AVG 2 bông đã lộn và Red Bull bắt anh Nam rồi. Anh Nam nãy giờ chết chay quá nhiều luôn, di chuyển tốt nhưng mà có vẻ là không phải là do mạng lắc hoặc là do khả năng của anh ấy quá yếu khi đối đầu với những thành viên đầy kinh nghiệm từ phía Goblin. Và bây giờ chúng ta đã thấy Blood rồi, đã có một mạng của AIG rồi. Còn Phương bây giờ đã chiếm được bom sai nhưng mà C4 thì vẫn chưa được đặt. K3 tràn lên, check K3 rồi. Hay lắm, chơi rất là an toàn ở vị trí team Blacklist. Check K3 thành công nhưng mà để điều kiện cho AIG 2 bông rồ tay rồi. AIG 2 bông bắt được Hotaro và cũng đã bắt được mạng của Phương ngay lập tức. Rồ tay tốt từ vị trí của AVG 2 bông. Có vẻ là Phương dù chiếm bom sai rất là tốt nhưng mà do ít giao tiếp khiến anh phải đi lại vị trí K3, chiếc vị trí K3 dẫn tới tình trạng là để cho hai bông rồ tay chay thành công, nó đắp được kill cho anh. Chúng ta vẫn lại thấy một pha chàng mid nhanh đến từ vị trí của thành viên team Blacklist. Chúng ta không biết ai sẽ là người chiếm đây và Hotaro thành người cover. Có vẻ là chiếm không thành công rồi sau khi God bắt được chiếc C4 ở khu vực ngoài hầm B. Hơi khó cho team phía Blacklist bây giờ là ngoài khu vực hầm B đã hoàn toàn bị chiếm bởi các thành viên Goblin rồi. Cố gắng lấy lại, không biết là lấy được hay không. C4 thì được nhìn thẳng bởi LDBC. Phương vừa bắt được một thành viên là Chuối Tuấn, cố gắng đẩy láo khu vực hầm rồi và bắt thành công. LDBC cũng đã bị lộ rồi. C4 lấy lại được rồi, đã lấy được C4 và FR God cũng đã có double kill cho mình. Bom sai là Plus sẽ cố gắng lấy bom sai A cho tạo thuận lợi cho các thành viên mình đặt bom mà thôi. K3 thì vẫn chưa bị chiếm, người giữ K3 hiện tại bây giờ là hai bom với khẩu Barret của mình. Cố gắng bắt người hay không? Barret ơi, hai bom bây giờ rất là yếu, không biết anh đã sẽ quyết định cương hay lùi. Lùi thành công, nghe tín hiệu là đẩy lấy được lấy sai đến từ vị trí của Blood rồi và cố gắng lấy lại bom sai hay thôi. Có vẻ là hơi khó nha hai bom khi anh chỉ còn 21 máu. Còn trong khi đó AVG Blood đẩy thẳng một con sai B, bắt những người rồ tay về. Còn Phương là người đẩy đi vào khu vực hầm B và Blood vừa đã bắt được hạng hai bông rồi. Bắn tốt nó từ vị trí của Blood. Và bây giờ AG vào tình huống rất là khó, cầm dao chi vậy? Sao lại không cầm súng? Có vẻ là bỏ cuộc chăng? Vâng, tính chim nhưng mà Phương đã có hỗ trợ đồng đội thành công. Quá hay rồi, hiện tại bây giờ tỷ số là 7-5. Dù vẫn rất là cưng nghèo nhưng mà bên phía Goblin họ có vẻ là họ bắn ít lỗi hơn phía team Blacklist ở thời điểm hiện tại. Và chúng ta sẽ xem bây giờ Plus không đẩy láo nữa mà là chỉ là ra check mà thôi. Còn vị trí khu vực hầm B đã được bị chiếm rồi. God đẩy rất là nhanh, có vẻ là tỷ lệ đẩy ra ngoài lấy được khu vực nước ngoài B này là rất là cao khi anh liên tục đẩy được. Đẩy là cái tình huống là Blacklist họ không thể chiếm được những cái đạn sai B.
đã bắt buộc dồn ra mid và khu vực A Long. Và bây giờ A Long thì đã bị chiếm Chuối Tuấn và nó có một mạng cho mình, không mất HP nào cả. Và AVG 2 bông với khẩu óc của anh cũng đã bắt được mạng của Phước rồi. Hiện tại bây giờ là 3v5, mất hai người mà không làm được gì cả, ngoại trừ là lấy được khu vực vị trí của khu vực A Long. Hotaro vẫn cover với khẩu TMP nhưng mà Flood quá yếu kém, đã phải nằm xuống bởi hai bông rồi. Anh Nam bây giờ bên phía Blacklist chỉ còn hai thành viên thôi, một người gánh kèo và một quả tạ, đó là anh Nam và Hotaro. Không biết là anh Nam là quyết định bắt người hay không. Cố lên anh Nam ơi, bắt một mạng là được rồi. Hay lắm, anh Nam nó có được mạng của God rồi. Một pha xiên rất là tốt. Cố gắng bắt được mạng thứ hai anh Nam, thể hiện đi. Nãy giờ anh ăn chay hơi bị nhiều rồi đó. Cố gắng nào anh Nam ơi. Trong khi đó Hotaro giữ tốt vị trí mid, giao đấu có vẻ là giao đấu giao tranh ở khu vực vị trí bom sai B rồi. Anh Nam vẫn chưa bị lộ do anh bắn thủ M4 silent. Nhưng mà Tuấn chủ động hơn, kết thúc được mạng của anh Nam ngay lập tức. Bây giờ là người chỉ quay là Hotaro, có vẻ sẽ không đặt bom. Hotaro cố gắng thấy thôi, không đặt bom và lộ tiếng rồi. Hotaro ơi, TMP thiên sứ 1v4 hơi bị khó dành cho vị trí của Hotaro. Bây giờ Hotaro là người bị quay, đợi các thành viên đi vô bộ đẩy mà thôi. Và Hotaro bắt được không? Không bắt được. Hotaro bị quay rồi nhưng cũng đã bắt được mạng của Lady BC, rất là may mắn. Wow, khẩu này hơi bị bái nha các bạn. Double kill cho Hotaro. Có triple kill hay không? Triple kill cho Hotaro khi đã đóng mồm hai bông ngay lập tức. Khẩu bắn này quá là ảo luôn đó các bạn. Đúng là TMP thiên sứ. Double kill TMP thiên sứ và Chứa Tuấn 10 HP với khẩu AK đấu với TMP thiên sứ 80 HP ha. Hotaro quyết định đánh an toàn, đặt chế bom rồi, bởi vì anh ấy biết bây giờ anh ấy nhiều máu hơn, có thể chủ động hơn. Thành viên Chú Tuấn và Chú Tuấn bắt buộc phải chạy nhanh rồi, có vẻ là sẽ là Hotaro sẽ nghe được Chú Tuấn đi từ vị trí nào vào. Và Chú Tuấn kê, nhưng mà thế chủ động đang ở vị trí của các thành viên là Hotaro, bởi vì C4 được đặt 20 giây nữa mà thôi. Quốc vào bom sai, bây giờ là Hotaro chỉ có việc là nghe gỡ chế bom, nhảy lên bắt Tuấn là nhẹ nhàng. Tuấn có vẻ là lộ tiếng rồi và Hotaro nhẹ nhàng kết thúc round đấu này dành cho team Blacklist. Team B thiên sứ đã thể hiện rất là tốt trong tay Hotaro. Đúng là một pha highlight cho Hotaro. Chúng ta không thể biết để nói được điều gì nữa khi trận đấu này Hotaro đang thể hiện phong độ rất là tốt, cộng với sự cố gắng tốt từ Phương và Blood. Trong khi đó Lê DBC bắn có vẻ là nhìn vào kill death thì không thành công dành cho anh. Để một mình AVG 2 bông kèo 2 bông muốn thắng lấy vị trí của A Long. Nếu hai bông giữ được vị trí này là sẽ thuận lợi Legorit, nhưng mà giờ yếu máu rồi hai bông ơi. Trong khi đó các thành gót cũng đã phải nằm xuống. Khu vực mid thì bị chiếm rồi, giao tranh một mid Chuối Tuấn bắn rất là kín, đắp một kêu cho Chuối Tuấn đứng rất là thông minh và chiến đấu không kỹ từ vị trí các thành viên team Blacklist là nó khiến cho họ trả giá ra đấu này. Chuối Tuấn có đấu một hiệu mình tiếp một kêu cho Chuối Tuấn. Wow, hay Tuấn ơi. C4 rớt rồi, Hotaru thì yếu máu, giờ chấp team B luôn cũng không bắt được nữa. Chúng ta sẽ xem C4 rất là khó. Còn Hotaru chỉ còn 3 máu mà thôi, trong khi đó là AVG 2 bông bắn chéo. Chà không, góc này là bên phía Hotaru, nếu Hotaru thông minh Walk thì vẫn ăn được, bởi vì sượt nhẹ thôi là thành viên AVG 2 bông sẽ nằm xuống ngay lập tức. Còn Chuối Tuấn sao lại bỏ chế bom? Chuối Tuấn ơi, đúng rồi, quay về chế bom đi, quay về chế bom bắn chéo với hai bông nè. Và đúng là như vậy, hai bông chủ động hơn, dạt ra sau khi hình như là bên phía Hotaru đã lộ phút tép. Chỉ còn một round nữa mà thôi là Goblin sẽ giành chiến thắng. Chúng ta sẽ xem Goblin sẽ giành chiến thắng nhẹ nhàng ở đầu đấu này hay không, hay là Hotaru với khẩu TMP của mình tạo lợi thế cho team nước B ra bị chiếm. Rồi Hotaru nếu có double kill là sẽ rất là hay. Hai bông có double kill cho mình của vị trí ở mid, đẩy láo ở vị trí của hai bông rất là tốt. Bây giờ hai bông người chủ động đánh ở khu vực mid, không biết là sẽ đẩy tới nhà TB luôn hay không. Đẩy TB và móc lại Phương đã người có một mạng rồi. Trong khi đó God thành công giết Hotaru, vỡ trận rồi và chiến thắng sẽ thuộc về team Goblin nữa các bạn. Chắc chắn là như vậy khi Hotaru nằm xuống và Phương cũng đã nằm xuống. Blood cố gắng đổ người là Blood đã bắt được mạng hai bông nhưng còn 27 máu mà thôi. Đấu với God và Lê DBC vẫn còn rất là mạnh. Xem ai là người lanh hơn ai đây, Lê DBC hay là Blood. Còn God giữ chắc khu vực chế C4 luôn, để Lê DBC tự đấu một mình luôn, không thèm quan tâm nữa, đúng nghĩa là ăn chắc mặt bền.
Và chúng ta sẽ xem thành viên Plus sẽ làm gì đây. Cố gắng ngồi cam đỡ cái thành viên kia đẩy, có vẻ là thông minh. Và đã bị lộ rồi. Lê DBC thấy Plus trước. Và tỷ số hiện tại bây giờ là kết thúc dành cho phía team Global Risk thưa các bạn. Một đầu đấu quá thành công cho vị trí của các thành viên team Global Risk khi họ ít lỗi hơn. Trong khi Blacklist họ lại đẩy, tình huống đẩy của họ lại không thành công. Và có vẻ là sau hiện tại là 4:35 rồi, mình sẽ nghỉ 5 phút và mình sẽ bắt đầu cái trận đấu cuối cùng của Quickly Tournament ngày hôm nay. Thì xin các bạn đợi trong ít phút nha.
Vâng, và hiện tại chỉ còn 1 phút nữa sẽ tới cái thời gian mình sẽ mở room cho các bạn. Và chúng ta sẽ tiến tới map đấu cuối cùng của map đấu này của ngày weekly tournament ngày hôm nay. Đó là map hội hoa đăng 5v5 đặt bom 9 hiệp. Và bây giờ mình sẽ đợi trong vài giây nữa thôi, mình sẽ mở room cho các bạn. Và bây giờ mình sẽ mở room thi đấu cho các bạn ngay lập tức. Và chúng ta đã thấy các bạn vào rất là nhanh, hiện tại room đấu đã full rồi. Và mình sẽ tới phần check ID. Xin các bạn đợi trong giây lát. Vâng, và sau phần check ID xong thì hiện tại mình sẽ cho chạy room đấu cuối cùng của Quickly Tournament ngày hôm nay. Map hội hoa đăng, đặt bom 9 hiệp. Chúng ta sẽ thấy là có cái thành viên rất là quen thuộc, đó là King Ngáo. Và không biết King Ngáo hôm nay sẽ thể hiện ra sao đây. Bên kia thì có B là Rồ, QAK, Boss Caric. Và hiện tại round đấu thứ nhất đã được bắt đầu rồi. Chúng ta sẽ xem các tình huống sẽ xảy ra đây. Nước, khu vực nước đã được chiếm rất là nhanh từ vị trí của rùa. Trong khi đó các thành viên của phía Go Red họ quyết định co cụm lại khu vực bom sai B và bỏ hoàn toàn bom sai A. C4 thì rớt.
Và hiện tại bây giờ mình theo mình thấy thì là 4v5 vị trí Blacklist thì họ thiếu một thành viên. Khu vực B lon thì vẫn được giữ, khu vực cái ngách B thì vẫn được giữ bởi các thành viên. Rất là chủ động chiếm được ở vị trí một cầu, nhưng mà Tuấn Gà vừa đã bắt được mạng của Karik sau khi Karik đổi được mạng Thanh Sang. Còn các thành viên còn lại của vị trí team Goborit họ vẫn rất là thụ động, co cụm ở một nhà kê ra B mà thôi. Trong khi đó khu vực nước thì vẫn chưa bị ai chiếm, và Rô vừa đã bắt được mạng của HR Anime. Không biết Rô sẽ có double kill mình hay không, có bắn rất là kính đến từ vị trí của Rô. Còn thành viên bắn đẩy bên phía vị trí bông sai A, các bạn đã thấy rồi, Rùa đã thấy được một người trong khu bông sai A rồi. Nhưng mà không biết Rùa có bắt được hay không. Rùa cố gắng bắt người Quỳnh QKA đầm già ad vừa đã bắt được mạng của Kinh. Và hiện tại là tình huống là 3v2 hơi khó về phía team Goldrick khi họ chiếm được cái bóng đèn. Và Tấn Thanh, người thủ trong khu vực bông sai B rất là chắc chắn, double kill cho Tấn Thanh. Nhưng mà C4 là Rồ cầm, đẩy Tấn Thanh bắt buộc phải rồ tay nhanh rồi. Trong khi đó Rồ giữ vị trí nước, nghe rồi, Rồ đã nghe rồi. Nhẹ nhàng, có vẻ là nhẹ nhàng, một cái mạng nhẹ nhàng cho Rồ. Nhưng mà Tấn Thanh, wow, thể hiện rất là tốt. Một pha quay qua bạc tay ngay lập tức đến vị trí của Tấn Thanh. 1-0 dành cho vị trí của team Blacklist. Kê tốn đến từ vị trí của Rùa, nhưng mà Tấn Thanh lợi thế hơn với khẩu rifle của mình để giúp Goldrick giành chiến thắng ở round đấu đầu tiên. Và chúng ta sẽ tiếp tục tới round đấu thứ hai. Bây giờ là bên phía Blacklist vẫn như vậy, quyết định giao chiến ở ngách, ở khu vực ngách B, giữ tốt khu vực vị trí nước, nhưng không biết là sẽ có mạng nào được trao đổi hay không. Đẩy, có tình huống đẩy đến từ vị trí của các thành viên team Blacklist rồi. Khu vực ngách B được đẩy ra, Thanh Sang có một mạng cho mình. Thanh Sang có bóng tài, cũng bắt được mạng thứ hai đến từ Thanh Sang. Nhưng mà không, Thanh Sang hết đạn rồi. Vẫn sống, Thanh Sang vẫn sống và có được mạng thứ hai cho mình. Khi kết thúc được mạng của Anime, Tấn Thanh đổi mạng Anime ngay lập tức. Nhưng mà điều đó là không đủ, điều đó đúng nghĩa là không đủ. Rồ thì cũng đã có được mạng của Kinh Ngáo. Và bây giờ Tấn Thanh, người giữ khu vực bom say B, là chiếc bắn xuyên thùng tốt đến từ Tấn Thanh khi kết thúc mạng của Rồ. Và súng cũng đã có được mạng của Tuấn Gà. Giao tranh rất là mạnh đến từ vị trí của một bom sai B, khi toàn là những tăng cơ khủng tràn vào bom sai B cố gắng lấy mạng ngay lập tức. Nhưng mà hiện tại Goldbridge đang có lợi thế hơn với hai khẩu rifle của mình, và Hận cố gắng bắt được mạng từ Tuấn Thanh, nhưng Hận đã bị yếu rồi, chỉ còn 42 máu mà thôi. Trong khi đó Tuấn Thanh bắn kẹp với HN súng, đẩy Rồ và đẩy Thận vào tình huống rất là khó, và Tấn Thanh nhẹ nhàng kết thúc Rồ bằng khẩu nét của mình, trái nét của mình. 2-0 cho vị trí của team Blacklist. Và chúng ta thấy nãy giờ là bên phía team Goldbridge họ, dù họ để mất vị trí đẹp ở trong khu vực bom sai của mình, nhưng mà họ bắn skill, cạch kill rất là tốt, nên việc retake lại bomb sai hoàn toàn rất là đẹp. Và hiện tại Kinh Ngáo là người vũ A, nhưng mà đã yếu rồi, chỉ còn 5 máu mà thôi, biết Kinh Ngáo bắt được ai không. Rồ thì đã bắt được Karik, và Kinh Ngáo của đó được mạng ngay Rồ ngay lập tức. Bắn tốt tốt đến từ vị trí của Kinh Ngáo, nhưng mà hiện tại nước thì đã bị chiếm rồi. Thanh Sang cũng đã phải nằm xuống, mà Anime cũng còn cầu. Và hiện tại, và chúng ta sẽ xem là bên phía Blacklist họ có đánh vào bomb sai B hay không, hay họ lại lấp ló. QKX cũng đã bắt được mạng của Tấn Thanh ngay rồi, và chúng ta sẽ xem một pha bò vào bom sai B. Người chấn giữ hiện tại là Anime, tương đối mạnh máu, nhưng mà Kinh Ngáo là yếu rồi, lộ rồi. Anime đã bị lộ ở trong khu vực bom sai rồi. Kinh Ngáo bắt được một mạng cho Anime, tạo lợi thế rất là hay. Một pha bắn chéo rất là tốt từ vị trí của Anime và Kinh Ngáo. Ở round đấu này Kinh Ngáo bắn hay, đúng nghĩa là Kinh Ngáo bắn rất là hay trong những pha off. Và chúng ta sẽ xem ở round đấu thứ tư này là bên phía Rùa và Thanh Sang có làm được gì đột biến hay không. Trong khi tôi đã thấy Rùa với khẩu tim bi của mình đang quá ở khu vực nước rất là nhẹ nhàng, không đi theo đồng đội, quyết định chắc có thể là bay tơ đồng đội rồi. Nhưng mà không thành công, Karik bạc tay ngay lập tức. Kinh Ngáo cũng đã có được mạng của Thanh Sang rồi. 3-5-4-3 rất là nhanh đến từ vị trí của
những trận đấu vừa rồi, và chúng ta sẽ xem khu vực nước vẫn được chiếm bởi các thành viên của Blacklist, và rồi chỉ còn 14 HP mà thôi. Nhưng với khẩu TMP này có vẻ là rùa sẽ đổi được một mạng. Kinh ngáo cũng đã có một mạng cho mình rồi. Bây giờ là 42 hơi khó. Rùa yếu máu, Tuấn gà thì bị kẹt hụt cầu, nó phải nằm xuống. C4 thì rớt. Còn rùa sẽ là gì đây? TMP đúng như vậy. Khẩu TMP này thể hiện rất là tốt ở những tình huống cạch kêu khoảng cách ngắn, khiến cho rùa bắt được một mạng. Và kinh ngáo sau khi biết vị trí của rùa cũng đã bắt buộc cho rùa nằm xuống ngay lập tức. 4-0 dành cho vị trí của team Blacklist. Có vẻ là bên phía Global Red bắn off tốt ở những tình huống trận đấu này hay hơn. Còn bên phía team rùa họ lại thiếu những cái tay nhắm bắn, cần những tay nhắm thể hiện kỹ năng cao, nhưng mà hiện tại họ không có. Còn bên kia thì lại có kinh ngáo này kia. Có vẻ là kinh ngáo sẽ bắt được thêm được một mạng nữa rồi. Chúng ta sẽ xem diễn biến tiếp theo như đây. Vẫn chiến thuật cũ, chiếm nhanh khu vực nước đến từ vị trí của Blacklist. Và chúng ta sẽ xem Blacklist sẽ làm gì đây. Đẩy với anime, thanh sang đẩy thành công. Một khẩu súng hơi lạ. Hình như mình thấy là một khẩu súng máy rồi các bạn. Và kinh ngáo để cho thanh sang làm xuống rồi, hơi may mắn đấy. Và rùa, double kill cho rùa. Team bị thiên sứ vào đúng góc thì sẽ thể hiện hiệu quả rất là cao. Bây giờ bom xe đã hoàn toàn bị chiếm rồi. Trong khi đó xuống thủ cũng đã bị lộ ở trong khu vực bom sai B, và bây giờ xuống người đang bị quay 9 HP nằm xuống thôi. Rùa TMP bắn rất là tốt. Tổ TMP này vào tay những cái player có kinh nghiệm thì họ biết chọn những cái góc đẹp để thể hiện hết công suất hiệu quả của cây súng này. Và chúng ta đã thấy Blacklist đã có được một round đấu dành cho mình bởi pha thể hiện của rùa. Nếu rùa thể hiện tốt tiếp thì sẽ rất là hiệu quả. Và chúng ta thấy Karik vừa out khỏi trận đấu, có vẻ là bị lỗi về đường truyền rồi. Bom sai B đang được bị đánh vào. Chúng ta xem là sẽ thủ được bom sai hay không. Thanh sang đẩy rất là mạnh, anime bắt được, nhưng mà Tấn Thanh đổi mạng người ngay lập tức. Nhưng mà hiện tại Tấn Thanh đang bị quay, có vẻ là sẽ là bị quay rồi. 4v2 hơi khó cho team, vị trí của team Goboris. 4v2 đúng nghĩa luôn, 4v2 thủ rifle. Trong khi đó bên đây vẫn còn rùa với khẩu TMP, QKA với khẩu off của mình, và hai người đồng đội kia sẽ cố gắng hỗ trợ tốt cho các bạn ấy. Và rùa vừa bắt được mạng của Tấn Thanh. C4 đã được đặt, sẽ được đặt bởi Tuấn Ga rồi. Giờ chúng ta sẽ xem rùa ra sao đây. Và rùa nhẹ nhàng với khẩu TMP của mình, double kill cho rùa. Và bây giờ tình huống khó dành team Goriz rồi, khiến họ chỉ còn 4 người mà thôi, chưa có người một thành viên nào khác vào trận đấu này để backup cái slot đó. Và rùa di chuyển, bây giờ rùa sẽ là người đi khu vực nước. Không biết rùa sẽ cố gắng làm móc bom xe A hay là đẩy thẳng vào khu vực cầu đây. Và rùa đang có tín hiệu từ rùa là sẽ đẩy vào bom xe A. Nhưng mà bên phía team Goriz họ chưa biết gì cả. Thanh sang có một mạng kinh ngáo rồi và đã tạo cho lợi thế đẩy rất là mạnh về chiếc của rùa. Rùa lộ và rùa nó phải nằm xuống với anime. Bắn tốt đến từ vị trí của anime khi kết thúc khẩu tim bi khủng hoảng đến từ rùa. Và 3v2 này vẫn chà, cơ hội tốt sẽ dành cho team phía Goboris khi họ còn những vị trí rất là đẹp. Bom xe B thì đã bị chiếm rồi, bây giờ cố gắng rotate về lấy bom nhưng không biết là sẽ rotate được không. Cũng nhà thì đứng, nhưng mà cũng kịp bắt được N xuống. Khi bây giờ Tuấn Gà chỉ còn 3 máu mà thôi, trong khi anime 19 máu. Quá khó nha anime khi hận khẩu AK của mình và vẫn còn rất là mạnh. Chúng ta sẽ thấy một pha combat mạnh mẽ đến từ vị trí của team Blacklist rồi. Bây giờ không biết team B rùa sẽ làm gì đây. Chúng ta sẽ xem khẩu team B của rùa sẽ thể hiện hết công suất này không. Ném he tốt đến từ vị trí của rùa và he trở lại làm rùa chỉ hơi yếu máu mà thôi, không phải yếu quá. Nhưng mà khu vực cầu đã bị chiếm hoàn toàn bởi Thanh Sang rồi. Thanh Sang nãy giờ đẩy láo rất là thành công. Và chúng ta sẽ thấy Thanh Sang, nhưng mà ở đâu đó này có vẻ Thanh Sang quyết định là sẽ là người kê móc. Trong khi đó bị chiếm nước và cầu là khu vực thận và khu cá đã phải nằm xuống rồi. Tốt nghe, bây giờ là bắn cho mình khẩu AK và cũng đã có một kêu cái lúc mạng của Thanh Sang. Vị trí cầu đã được giữ rất tốt từ Thanh Sang rồi. Và rùa bắt được mạng Hiếu BKA và anime đổi mạng ngay lập tức. Cây kêu tốt từ vị trí của thành viên team Goboris và chúng ta sẽ đẩy thấy là 4v2 hơi khó là cho vị trí của Tuấn Gà và Hận, bởi vì các vị trí đẹp vẫn là được giữ bởi các thành viên Goboris.
Gà sẽ là người ra khu vực Elon, còn Hận là người giữ được khu vực ngách B, nhưng không biết là sẽ bắt được ai không. Gà có vẻ là sẽ bắt được một mạng ở khu vực cầu rồi, nhưng mà đó chỉ là trên lý thuyết mà thôi, bởi vì anh đã lộ rất là nhiều tiếng mà gà lộ rồi, nhưng mà không biết quay được hay không. Gà vẫn chưa phát hiện được thành viên Gorit ở khu vực cầu và gà hiện tại là đang bị kẹp. Tấn Thanh bắn tốt nằm giúp cho gà nằm xuống ngay lập tức và Hận đã lộ mình là thành viên cuối cùng ngách rồi. Nhẹ nhàng kinh ngáo, nhẹ nhàng kết thúc Hận ở round đấu này. Quá khó khi rùa với khẩu tim bi móc tốt, gà và Hận chỉ có việc gà lên mà thôi. Nhưng mà súng và kinh ngáo vẫn giữ được cái phong độ và kinh nghiệm của mình, bắn chắc đến từ vị trí của kinh ngáo. Bây giờ anh sẽ là người giữ chỉ đẹp, và bây giờ bên phía Blacklist quyết định là chàng nhanh vào khu vực bonsai A rồi. Nhưng mà sao lại nằm ngồi yên ở đây đây, trời ơi, đi chung là đúng đắn nhưng mà thông minh thì lỗi quá. Bên phía vị trí của Blacklist thôi, chúng ta sẽ xem khu vực bonsai A đây. Bây giờ đã biết có tín hiệu giữ nhanh rồi, kinh ngáo nằm xuống bởi rùa với khẩu tim bi, trong khi đó xuống đã bắt được mạng của Thanh Sang. Và rồ và tuân gà vừa bắt mạng rất là đẹp, bắt mạng đồng thời ngay lập tức, và rồ cũng đã buộc kêu cho mình. Khẩu tim bi này sau khi được rồ sử dụng thì quá là bá đạo ở trong round đấu vừa rồi, và đúng là như vậy, rồ round đấu này là dành cho rồ và tuân gà. Ơi, khẩu tim bi này có vẻ là khó counter khi ở trong tay những thành viên kinh nghiệm ở của vị trí team Blacklist là rồ. Trong khi đó là bên phía bên Goblin, bây giờ kinh ngáo quyết định cầm lại khẩu Barret của mình rồi. Trận đấu này có vẻ là hợp lý với khẩu Barret của mình, trong khi đó HR Anime có vẻ hình như là đang xài khẩu Gaigan sang người thủ bonsai B. Chàng nhanh đến vào trong bonsai B từ vị trí của Thanh Sang. Không phải vị trí của Thanh Sang nữa các bạn. Đó vị trí của Ro. Chàng vào rất là tốt từ vị trí của rồi, nhưng mà bên phía Goblin rất là tiếc khi họ không giữ trong một bonsai nữa và họ đã chủ động lùi về, và hiện tại rồ là người đang ở khu vực cầu, có vẻ là sẽ bị quay. Cố gắng là nghe càng nhiều thông tin càng tốt cho team Blacklist của mình. Và rồ kê móc thành công rồi, hiểu BKA đó năm hai nằm xuống. Rồ bây giờ hiện tại bị lộ, còn Tuấn gà chỉ còn nửa bình mà thôi. Các thành viên phía Goblin họ chủ động họ quay là khu vực CB rồi và chỉ giữ một A mà thôi. Đường móc là Hận, Hận đã thấy rồi, nếu Hận kết thúc được thành viên bên Goblin ở khu vực xa này sẽ giúp cho bên mình tạo được tốt cho team Goblin. Nhưng mà rùa đã vừa phải nằm xuống bởi kinh ngáo rồi, và Tuấn Gà cũng đã chỉ đổi được một mạng mà thôi. Bây giờ Tuấn Gà là người đang bị quay lại bởi ba thành viên còn lại phía team Goblin. Kinh ngáo Anime rất là mạnh về mặt HP, chỉ có một người yếu là Tuấn Thanh mà thôi. Tuấn Gà và Tuấn Thanh không biết ai sẽ người chiến thắng đây. C4 thì đã bị giữ bởi kinh ngáo anime rồi. Cây gân này có vẻ là khó khi Tuấn Gà muốn chàng vào và Tuấn Gà vừa bắt Tuấn Thanh. Kinh ngáo sẽ làm gì đây? Có vẻ sẽ đổi. Đúng rồi, rất là hợp lý khi đổi cho mình khẩu AK này. Khi biết chỉ còn một thành viên mà thôi, bắn an toàn với khẩu AK sẽ là tốt hơn, khi không thể kê được rất là nhiều góc. Và đã thấy rồi, rất hay cho kinh ngáo, thể hiện một pha rất là kinh nghiệm khi đổi súng AK. Ở những tình huống đó, khi mình cầm với khẩu off thì sẽ rất là thụ động ở những vị trí đẹp. Và chúng ta đã thấy tỷ số bây giờ là 4-6, cưng, rất là cưng kèo bởi đẩy mạnh đến từ rồ. Trong khi đó hai thành viên đánh kèo tốt là kinh ngáo và mình, và Hiếu AK không thể nằm xuống bởi người đẩy láo cổ xe tăng Thanh Sang. Và Thanh Sang bây giờ là người đang giữ khu vực cầu. Không biết Thanh Sang có ba gai nữa hay không. Vẫn ba gai đã thấy rồi. Mạng không? Trời ơi, hơi tiếc cho Thanh Sang khi Tấn Thanh đã từ chối Thanh Sang ngay lập tức. Nhưng mà vẫn tạo được lợi thế là ép bên phía Goblin họ phải co cụm lại khu vực bonsai B rồi. Và chúng ta đang theo dõi rùa khẩu TMP của mình, 15 mạng cho mình. Xem rùa sẽ làm gì đây. Một người giữ bông khu vực bonsai A, hai người giữ khu vực bonsai B từ vị trí GR, một người bắn lấp ló. Kinh ngáo nó có mạng ở QKS rồi, và treo khu vực bonsai rất là nhanh đến từ vị trí của rùa. Và rùa hạ xuống ngay lập tức, bom xe đã bị chiếm rồi, nhưng mà có vẻ là sẽ đánh vào khu vực bonsai B. Rùa chỉ là người bắn câu người mà thôi, câu người có vẻ là không biết câu được hay không, hay là giết luôn đây. Chúng ta sẽ xem rùa bắn gì. Lấp ló tốt đến từ vị trí rùa, và bom xe B hoàn toàn bỏ trống thôi các bạn. Bom xe B hoàn toàn bỏ trống, rùa bắn biter quá tốt, đập ngay kinh ngáo nằm xuống ngay lập tức. Một mạng nhìn cho rùa, và rùa sẽ lấy được thêm mạng tiếp theo rồi, có vẻ là chắc chắn rùa sẽ lấy được.
bên phía Blacklist họ quyết định không đặt bom luôn. Ba người quay một luôn và chúng ta sẽ xem chúng ta sẽ làm gì đây. Không làm được gì cả, rùa bá đạo với khẩu tim bi của mình. Trời ơi, rùa ơi là rùa. Có vẻ là nên đổi súng đi rùa ơi. Bắn như vậy là không hợp lý rồi. Chúng ta thật xem đúng nghĩa là rùa của khẩu tim bi này thể hiện quá là tốt. Và Hiếu BK đã lại nằm xuống từ rất sớm ở đầu round. Tướng Thanh là người giữ khu vực xe anime, bắn tốt, kết thúc người bò vào khu vực cầu là QKA. Và chúng ta sẽ xem anime sẽ làm được gì đây. Không được làm gì thêm cả thì Tướng nhận khẩu ống của mình bắn tốt rồi. Và chúng ta sẽ xem Tấn Thanh bắn kẹp với kinh ngáo ở khu vực bom CB, trong khi đó solo vẫn lại là xuống. Hơi khó cho xuống do là xuống nãy giờ có vẻ là hơi bị thọt kêu. Và chèn vào khu vực bom CB cũng sẽ làm đây, không đổi được mạng. Một mạng nữa các bạn, một mạng có vẻ là hợp lý bởi pha xí lỗi của xuống. Và rồ đã kết thúc xuống ngay tức, bom đã được đặt. Tình huống bây giờ khó cho, hơi khó cho kinh ngáo. Nhưng mà kinh ngáo với cái có vẻ là với kinh nghiệm của mình sẽ là người retake xe xong là cái rùa rồi. Rùa bắt mạng Tấn Thanh quá nhẹ nhàng. Khó cho kinh ngáo 8 HP đấu với thổ tiền huy. Nhưng mà vẫn bắt được rùa. Rùa phải hơi sai lầm ở những pha đấu đó và không biết sẽ gỡ bom luôn hay không. Khi người đầu tay là hận, không biết vị trí trái bom đặt, có vẻ là sẽ gỡ được trái bom rồi. Cố gắng. Wow, rất là xui cho kinh ngáo khi hận sấy ở những viên cuối cùng dính vào vị trí của kinh ngáo đang gỡ bom. Hơi tiếc dành cho phía team Goberis. Bây giờ với những khẩu ốc của mình sẽ là những pha đấu ở khu vực nước mạnh mẽ đây. Hiếu BKA đã cắt được mạng của Tuấn Nga rồi. Một vị trí của team Blacklist có một người chàng rất là mạnh mẽ của vực cầu, đó là rùa và rất là mạnh. Rùa cũng đổi được màu mà thôi. Góc này là góc không tốt cho khẩu team B của mình. QKA đang chàng nhanh vào khu vực cầu, giữ được, có vẻ là sẽ giữ được khu vực cầu này rồi bởi trái smoke ném ra khá kín cho QK. Cũng là những pha lấp ló cơ bản mà thôi, nước được chiếm hoàn toàn. QK có đã thấy được một rồi, có vẻ đúng là chán, nhưng mà nếu đứng ở vị trí này quá lâu sẽ nằm xuống ngay lập tức. Và đúng là như vậy, anime bắt được mạng của QK. Và bây giờ hận một phần solo mà thôi, còn ego của mình bắt được tốt, bắt Tấn Thanh rất là tốt đến từ hận. Nhưng mà C4 người chơi, ba người bên kia cũng rất là mạnh, có vẻ là khó cho hận. Flash đã được ném ra rồi, Barret sẽ làm gì đây? Hụt rồi, Flick hụt đến từ vị trí của hận. Và hận bây giờ 11 HP chắc chắn sẽ nằm xuống ngay tức. Và tỷ số hiện tại là 7-6, lợi thế cho team Boris. Khi mà kinh ngáo HR anime và Tân Thanh bắn tốt ở những vị trí của mình, trong khi đó xuống thì cố gắng bắn tròn vai đổi một là đẹp rồi. Còn bên phía Blacklist này họ quá phụ thuộc vào rùa và Tuấn Gà, đẩy tốn từ vị trí của rùa Tuấn Gà. Nhưng mà Thanh Sang có vẻ là đang bị bắt bài rồi, không dám đẩy nữa. Thanh Sang sẽ không dám đẩy nữa mà sẽ bắn an toàn. Nếu mà Thanh Sang bắn an toàn mà đổi được mạng thì bên phía Blacklist họ rất là sẽ có được an tâm ở những thành viên còn lại của mình khi mà Thanh Sang không để láo nữa, cố gắng bắn kỹ. Bởi vì skill của anh cũng không, mình cảm nhận thì vẫn rất là to. Chúng ta sẽ xem xuống bắn kính kinh ngáo lấp ló hụt trong xe A. Anime là sẽ người giữ chắc hụt trong xe B, bắn kính. Hiếu BKA sẽ người bắn chắc chết luôn khu vực cầu và sẽ cố gắng bắt được mạng. Và Hiếu Ga đã thấy rồi nhưng mà bắn lỗi, không bắt được cả, không bắt yếu luôn. Chạy chạy và đã có mạng rồi, bắt được mạng của Thanh Sang rồi. Bắn tốn từ vị trí của Hiếu BKA. Nhưng mà cầu đã thấy rồi, Hiếu vừa đã thấy một thành viên phía Blacklist ở một cầu rồi. Wow, bắn gọi là bắn hơi may mắn, hay là những cái gốc kê là gốc kê cơ bản đây. Và Hiếu đã có double kill cho mình. Và Hận đã bắt Hiếu nằm xuống ngay tức. Bây giờ Hận là thành viên mạnh máu nhất, trong khi rùa khẩu TMP của mình đổi được một khi yếu máu. Và rùa cố gắng, nếu mà rùa đổi được thêm một mạng nữa có vẻ là sẽ rất là đẹp. Và rùa đúng là như vậy, đổi được thêm một mạng nữa. Bắn lấp ló tốt đến từ vị trí của rồ. Và bây giờ Hận sẽ là người hỗ trợ rồ chàng vào. Và rồ rất là kinh nghiệm bắn móc. Hận ơi, cố gắng câu thời gian để rồ móc đi. Hận đáng lẽ nên câu thời gian để rồ móc. Và rồ bây giờ móc được rồi, một mạng cho rồ. Nhưng mà Thanh Sang còn rất là mạnh máu. Nếu mà Hận câu nhiều thời gian hơn một chút nữa, rao đấu rồi, rao đấu dành cho Blacklist. Bởi vì rồ móc, cái tín hiệu móc từ rồ là không ai biết cả nếu mà Hận còn sống.
Và chúng ta đã thấy ra đấu rất là cân, nhưng mà lợi thế bây giờ là Goberis đã chạm 8 trước rồi, chỉ còn một round nữa là bên phía Goberis sẽ giành chiến thắng thôi. Hiếu BK bắt được Hận rồi, bắn tốt đến từ Hiếu BK ở những tình huống cuối trận đấu như thế này. Tín hiệu tràn vào bom sai rất là nhanh giữa Thanh Sang, nhưng mà đã bị bắt bài rồi. Chúng ta sẽ xem là hơi khó vào vị trí của team Blacklist khi rùa. Team B của rùa có vẻ sẽ bắt được một mà thôi. Và rùa đúng là như vậy. Hàm mình tốn từ vị trí của rùa, bắt được mạng của kinh ngáo ngay lập tức. VKA cũng đang bắn trồng vải khẩu ốc của mình. Còn tung gà hỗ trợ, không biết sẽ hỗ trợ được rùa có khẩu AK của mình hay không. Còn các thành viên còn lại, và đúng là như vậy, VKA đã bắt được một mạng ngay lập tức rồi. Rùa cũng đã bắt được mạng của Hiếu AMK. Entry tốt đến từ vị trí của rùa. Và chúng ta sẽ xem sẽ rùa sẽ bắt được bao nhiêu người ở vị trí rùa tây. Bombsite đến từ vị trí GR là súng. Và Tấn Thành ở đây, rùa bắt được xuống ngay lập tức. Bắn hơi, chúng ta sẽ thấy rùa bắn rất là thông minh. Lợi thế của rùa là rất là nhiều, bởi vì rùa có vẻ là ở trận đấu này là có nhiều kinh nghiệm hơn các thành viên còn lại. Còn kinh ngáo và anime nếu bắn không cẩn thận nữa sẽ chết ngay lập tức. Và kinh ngáo chúng ta vừa nói, kinh ngáo bắn không cẩn thận thì kinh ngáo đó có thể hiện bắt ngay rùa rồi. Bây giờ lợi thế chắc chắn về Global Red khi là tăng cơ chính của phía Blacklist đã phải nằm xuống ngay từ sớm. Quá khó rồi, bây giờ bên phía của Blacklist họ chỉ cần bắn an toàn mà thôi, không cần phải an toàn, bắn sai và bắn những vị trí góc đẹp mà thôi. Tại vì entry tốt nhất đến từ vị trí của Blacklist đã phải nằm xuống, và Hiếu BK double kill cho anh. Và càng ở cuối round, Hiếu BK có vẻ là bắt được nhịp độ trận đấu hơi chậm. Bắt nhịp độ trận đấu hơi chậm nên bây giờ anh mới thể hiện được là khả năng của anh. Và chúng ta sẽ xem tung gà bị quay rồi. Trận đấu này có vẻ là sẽ kết thúc rồi. Hận có vẻ Hận sẽ là người bỏ cuộc thôi. 1v5. Nếu mà Hận thắng được round đấu này thì có vẻ là Hận sẽ là có một highlight để đời dành cho mình, bởi vì 1v5 full máu, bên kia còn full HP luôn. Mọi người có một mạng cho mình. Chúng ta sẽ xem mạng thứ hai đến từ cho Hận hay không. Cố lên Hận ơi. 3 mạng là đẹp. Bắt được 3 mạng là quá đẹp cho Hận rồi, và Hận đã bị lộn đầu rồi. Kháng xấy bắt mạng đến từ vị trí của Hận, nhưng mà rất tiếc Hận bây giờ là bò vào khu vực này thì sẽ bị quay ở ba hướng đúng nghĩa luôn. Và Hận sẽ làm gì đây? Nhảy xuống nước. Hận cố gắng bắt được. Tay hơi bị nhanh luôn các bạn. Kéo am rất là nhanh đến từ vị trí của Hận, nhưng mà rất tiếc bên phía Goblet còn rất là nhiều thành viên. Trận đấu kết thúc, chiến thắng dành cho thành viên team Goblet. Rất hay đến từ vị trí của kiên ngáo. Và trận đấu này là trận đấu cuối cùng, cuối cùng của ngày weekly tournament ngày thứ 3 ngày hôm nay. Và hẹn gặp lại các bạn vào ngày thứ 5, cũng vào cái khung giờ là 3 giờ chiều, là 15 giờ đến 17 giờ chiều ngày thứ 5. Và mình xin kết thúc buổi stream ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã tham gia và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày thứ 5. Xin chào và hẹn gặp lại.